Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 20. Sau khi đi xuyên qua thị trường, vài người đi đến một cánh cửa lớn làm bằng thiết, nơi này có nhân viên bảo vệ. Sau khi Lão Yên đi đến đó đăng ký mới được đi vào cửa lớn. So với phố xá sầm uất bên ngoài, người ở nơi này ít đi rất nhiều. Vẫn là những khu lều lớn, nhưng diện tích nhỏ đi một nửa, tầm 400 mét vuông. Nơi này có các cửa hàng nhỏ, bên trong và bên ngoài cửa hàng là những viên đá với nhiều màu sắc khác nhau. Đa số các viên đá to bằng nắm tay, viên to nhất bằng quả dưa hấu. Vẫn có rất nhiều người đi ra đi vào mấy cửa hàng này, có thể nghe được một vài âm thanh cò kè mặc cả, dù nghe không hiểu nhưng cũng có thể xem hiểu. Thanh Thước giải thích, nơi này là khu vực đầu tiên của thị trường đổ thạch, nguyên thạch ở nơi này tương đối ít, nguồn gốc xuất xứ cũng đến từ một vài nơi không nổi tiếng nên giá cả giao dịch nguyên thạch ở nơi này không cao. Cao nhất tầm 100 vạn, giá thấp nhất cũng có mấy trăm khối đến hơn 1000 tệ hoa hạ, đa số người mua được. Đi xuyên qua nơi này chính là khu vực nguyên thạch thứ hai, giá cả nguyên thạch ở khu vực thứ hai cao hơn, phần lớn là bán thành phẩm, cũng chính là nguyên thạch đã được cắt ra, tinh chuẩn hơn cá cực nguyên thạch một ít. Kích thước cũng lớn, giá cả giao dịch dao động từ 100 vạn đến 1000 vạn. Khu vực thứ hai cũng coi như khu giao dịch nguyên thạch tầm trung, rất nhiều người đổ thạch chuyên nghiệp đến khu vực thứ hai này. Cuối cùng là khu vực thứ ba, cũng là nơi được bảo vệ nghiêm khắc nhất trong toàn bộ thị trường đổ thạch. Nguyên thạch ở khu vực thứ ba đều đến từ các hố nguyên thạch nổi tiếng trên thế giới, ví dụ như quặng nguyên thạch Lao Keng ở Myanmar, ở khu vực thứ ba còn có một vài loại đá quý hiếm được mua bán, không chỉ có đá phỉ thúy thô. Muốn đi vào khu vực thứ ba đều cần phải có tiền bảo kê, mỗi người 1000 vạn hoa hạ tệ. Cho ngài biết thêm một điều nữa, người ở khu vực thứ ba đều rất giàu có quyền lực, giá trị con người ít nhất 100 triệu. Tất nhiên về vấn đề giá trị con người, Lão Yên đã sắp xếp tốt, chúng ta chỉ cần đi qua giao tiền bảo kê là được. Vừa nói, Dương Bách Xuyên vừa đi theo Thanh Thước đi vào khu vực thứ hai, nhìn qua sân ở nơi này không khác với sân ở khu vực thứ ba mấy, cuối cùng đi thẳng đến khu vực thứ ba. Vài phút sau, một kiến trúc cổ xuất hiện trong tầm mắt, kiến trúc cùng loại với ở đại viện nhà họ Kiều, nhìn qua rất cổ xưa, rất có đặc trưng của Hoa Hạ. Thanh Thước nói nơi này chính là khu vực thứ ba. Là nơi giao dịch cao cấp nhất của thị trường đổ thạch. Quả nhiên sau khi đi qua, Dương Bách Xuyên nhìn đến người gác cổng là bốn võ cổ giả ám kình tầng 5. Trong lòng âm thầm ngạc nhiên, thật sự phòng ngự rất nghiêm, ngay cả người gác cổng đã là võ cổ giả ám kình tầng 5. Xem ra thế lực của gia tộc Đoan Mộc không phải chỉ to lớn không thôi. Ở cổng vào, Lão Yên đưa giấy chứng minh thân phận và đăng ký, Dương Bách Xuyên đi qua quẹt thẻ giao tiền bảo kê của 8 người. Tầm 8000 vạn. Lúc này bọn họ mới được đi vào. Nhưng Thanh Tước nói tiền bảo kê sẽ được trả về sau khi đi vào, sợ có vài vị khách gây chuyện, áp dụng một vài loại biện pháp phòng vệ. Tất nhiên nơi này chưa từng xuất hiện người dám gây chuyện, ở nước Nam gia tộc Đoan Mộc là bá chủ. Dựa theo lời nói của Thanh Tước, từ thị trường giống như chợ bán thức ăn đến nơi này, tất cả đều là sản nghiệp của gia tộc Đoan Mộc, vô cùng có tiếng nói. Sau khi đi vào xuất hiện một người phụ nữ trẻ tuổi, nhìn giống như người Hoa Hạ, hơn 20 tuổi, mặc bộ vest công sở, là nhân viên phục vụ bên trong. Từ xa đã nở nụ cười chào đón, chào mừng mọi người đến nơi giao dịch Nguyên Thạch An Châu, tôi là Nguyễn Hoa, là người dẫn đường cho các vị lần này. Các vị đăng ký dịch vụ phục vụ cao cấp, được giảm giá 20% tất cả giao dịch. Đây là thẻ giao dịch của các vị. Có thẻ này có thể hưởng thụ các loại ưu tiên trong giao dịch và quyền hạn đảm bảo vận chuyển, xin hỏi ai là người dẫn đầu trong các vị. Nói xong đưa ra một vật trang sức treo thẻ màu xanh. Thanh Thước nghiêng người tránh ra nói, anh đẹp trai cầm thẻ bài đi, dù gì ngài cũng là kim chủ, ha ha. Dương Bách Xuyên duỗi tay nhận lấy thẻ bài, treo ở trên cổ, cười nói với người đẹp phục vụ, Nguyễn Tiểu Thư. Có phải hay không chỉ cần cầm thẻ bài này tôi có thể hưởng thụ ưu đãi giảm giá 20% khi mua sắm nguyên thạch? Vâng thưa tiên sinh, còn có phí dụng vận chuyển sau khi mua sắm nguyên thạch, đều được hưởng giảm giá 20%, hơn nữa được sắp xếp đội vận chuyển riêng. Nguyễn Hoa nở nụ cười công nghiệp hóa. Ha ha, còn có loại chuyện tốt này, không tồi không tồi. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười. Lúc này Thanh Thước nói, anh đẹp trai, phải nhắc nhở ngài một câu.
tấm thẻ này là tiêu 100 vạn để mua sắm phục vụ, còn có, dựa theo quy củ của giao dịch đổ thạch, hiện tại ngài nên cho người đẹp này tiền bao ơ. À còn có quy củ như vậy, vậy không cần tấm thẻ này là được, tiêu phí tiền uổng phí làm gì? Dương Bách Xuyên trừng mắt nói với Thanh Tước. Ngài rộng lớn một chút được không, có tấm thẻ này, khi ngài và người khác cùng coi trọng một khối nguyên thạch, người có thẻ sẽ có quyền ưu tiên. Thanh Tước cười ha ha nói. Vậy nếu cả hai cùng có thẻ thì sao? Dương Bách Xuyên hỏi. Vậy thì ai nhìn đến trước hoặc nói đánh dấu trước thì sẽ là của người đó. Lúc này người dẫn đường giải thích một câu. Đánh dấu, nghĩa là sao? Dương Bách Xuyên có chút khó hiểu, xem ra nơi này còn rất nhiều quy củ ngầm. Tiên sinh, đánh dấu nghĩa là khi ngài đang xem một khối nguyên thạch, có thể làm người dẫn đường đi giả quét dãy số của nguyên thạch, đạt được quyền ưu tiên khi mua sắm. Người dẫn đường Nguyễn Hoa giải thích. À, thì ra là vậy, còn có công nghệ cao nữa, ha ha, tôi hiểu rồi. Nói xong lấy từ túi ra một chồng tiền, cũng không đếm bao nhiêu tiền, dù sao là một chồng rất dày, trực tiếp đưa cho Nguyễn Hoa, coi như tiền bâu ơ. Cảm ơn tiên sinh, Nguyễn Hoa vừa thấy một xấp tiền dày tương đương với tiền lương một tháng của cô, biết gặp được kim chủ giàu có rộng lượng, trong lòng cực kỳ vui sướng. Tiếp theo mấy người đi theo Nguyễn Hoa vào bên trong. Nơi này ngược lại nhìn giống như công viên, sau khi đi vài phút thì đi đến trước một tòa nhà có diện tích rất lớn, đi vào bên trong thì thấy một đại sảnh huy hoàng màu vàng xanh giống như một viện bảo tàng. Người dẫn đường Nguyễn Hoa nói, nơi này chính là đại sảnh giao dịch nguyên thạch, tất cả nguyên thạch đều ở chỗ này. Đủ mọi loại nguyên thạch, có nhỏ bằng nắm tay, có to tầm 7-8 tấn, đủ mọi loại màu sắc khác nhau. Mỗi một khối nguyên thạch đều có thẻ bài giả quét, bên trên có trích dẫn đánh số và giá cả. Nhưng ngoại trừ bị những khối nguyên thạch kia hấp dẫn, còn có người trong đại sảnh. Ánh mắt tùy tiện đảo qua liền phát hiện tầm 4.500 người xuất hiện trong đại sảnh hôm nay. Cách mấy mét lại có nhân viên an ninh tay cầm súng đạn hạt nhân, từ hơi thở cảm nhận được là người thường, nhưng lại có hơi thở của quân nhân. Mấy trăm người trong đại sảnh. Linh thức cảm nhận được rất nhiều võ cổ giá, tu vi mạnh yếu đều có. Nhưng tùy tiện dùng linh thức liếc nhìn thì phát hiện một võ cổ giá ám kình tầng 9 trung đoạn và hai tên võ cổ giá ám kình tầng 8. Phải biết rằng phạm vi linh thức bây giờ của anh là 27m, mới 27m đã phát hiện được một võ cổ giá ám kình tầng 9, hai ám kình tầng 8. Nghĩ thầm trong lòng, quả nhiên chú Vương nói không sai, hôm nay nơi này hội tụ rất nhiều võ cổ giá. Dương Bách Xuyên đi một vòng trong đám người, phát hiện được không dưới 3 hơi thở ám kình tầng 9 và 5 ám kình tầng 8, chưa tính đến những ám kình dưới tầng 8. Đi vào nơi này chỉ có một cảm giác, tốt xấu lẫn lộn. Xem ra đám nguyên thạch gia tộc Đoan Mộc có được là đồ rất tốt, nếu không sẽ không thể hấp dẫn nhiều võ cổ giả như vậy. Sau khi đi nhìn một vòng, Dương Bách Xuyên thuận miệng hỏi người dẫn đường Nguyễn Hoa, nói, Nguyễn Tiểu Thư. Tôi nghe nói sắp tới thị trường giao dịch của các cô sẽ xuất hiện một đám nguyên thạch đặc thù, không biết ở chỗ nào. Tiên sinh, đám nguyên thạch đặc thù kia còn chưa mở ra, có lẽ sẽ được giao dịch trong chiều nay, lúc đó tiên sinh có thể đến nhìn. Cô có biết là loại nguyên thạch nào không? Dương Bách Xuyên hỏi cô. Cái này thì tôi không rõ lắm. Nguyễn Hoa lắc đầu. Dương Bách Xuyên nghĩ lại cũng cảm thấy vậy, Nguyễn Hoa chỉ là nhân viên phục vụ. Không tiếp xúc nhiều với trung tâm, không hỏi nhiều nữa. Sau đó bắt đầu xem nguyên thạch, nếu đã đến cho dù phá của cũng phải chơi cho ra trò. Mặc dù là lần đầu tiên tiếp xúc với nguyên thạch, nhưng bên cạnh có đoàn đội của Thanh Tước nên anh không mua sắm mù quáng. Dựa theo lời nói của đội ngũ có kinh nghiệm phong phú, nguyên thạch cũng được chia thành rất nhiều loại. Theo lời giảng của người dẫn đầu, một khối chưa mở cửa sổ, chính là nguyên thạch chưa cắt. Ngoại trừ hình dạng bên ngoài và trọng lượng ra, không ai biết rõ bên trong là gì, có phỉ thúy hay không, chỉ có cắt mở ra mới có thể có được kết luận chân thật. Người đổ thạch dựa vào kinh nghiệm, căn cứ vào biểu hiện bên ngoài của vỏ nguyên thạch, tiến hành suy đoán cân nhắc, tràn ngập tính chất không xác định nên được gọi là đánh cược. Sau khi nguyên thạch được cắt mở, xuất hiện loại màu xanh xanh sẫm thì sẽ giàu lên nhanh chóng, ngược lại sẽ mất sạch tiền. Đổ thạch là đánh cược tài sản. Trí tuệ can đảm, hoặc đúng hơn là đánh cược may mắn. Dù sao Dương Bách Xuyên có Thanh Tước và đội của cô ấy ở bên cạnh, cũng không tính là tay mơ, trong tay anh có thẻ ngân hàng 60 trăm triệu,
có lẽ đủ để cho anh chơi. Mục đích chân chính không phải chuyển tiền mà là vung tiền khiến cho gia tộc Đoan Mộc chú ý, sau đó tiếp xúc với gia tộc Đoan Mộc, lúc đó mới có thể điều tra được chuyện của mẹ, đây mới là mục đích thật sự. Tất nhiên có thể kiếm được tiền thì càng tốt. Đi đến một khu vực, Dương Bách Xuyên thấy được một khối nguyên thạch bằng quả dưa hấu, chuẩn bị thử độ may mắn. Anh thả linh thức ra quan sát cục đá, có thể do mật độ nguyên thạch, linh thức của anh cũng không quan sát được gì đặc biệt. Nhìn giá cả, bên trên ghi 10 vạn, nhếch miệng cười nói, 10 vạn cũng không đắt, tôi muốn khối nguyên thạch này, giúp tôi tìm người cắt nó. Dứt lời, Thành Tước đứng một bên cười khúc khích, anh đẹp trai, 10 vạn không phải hoa hạ tệ, mà là đô la. Giá cả nơi này đều được giao dịch bằng đô la, ngài đừng nhầm lẫn, không may xuất hiện giá cả 100 triệu, ngài lại coi thành hoa hạ tệ, lúc đó rất mất mặt đấy. À, Dương Bách Xuyên hơi líu lưỡi, 10 vạn đô la, con mẹ nó tương đương hơn 60 vạn hoa hạ tệ. Khối nguyên thạch này chỉ to hơn dưa hấu một chút, không đến mức đắt như vậy. Nhưng nếu để luyện tập, anh cũng không để ý lắm. Người dẫn đường đứng bên cạnh nói, tiên sinh, dựa theo kinh nghiệm của tôi, tỷ lệ xuất hiện phỉ thúy của khối nguyên thạch này rất nhỏ, nguyên thạch phỉ thúy có hai loại, sơn lưu và tử lưu. Sơn lưu là phỉ thúy được khai thác trực tiếp từ khu mỏ, không có ra ngoài, không có hình dạng cố định, có rất nhiều góc cạnh và vết rạn, kết cấu hơi thô ráp, chất lượng không quá tốt, không thuộc đổ thạch. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tử lưu là phỉ thúy đá sỏi, là loại nguyên thạch khai thác từ mỏ bị sói mòn xuống lòng sông, trải qua phong hóa nghiền ép. Trong quá trình rơi xuống, góc cạnh của khoáng thạch phỉ thúy bị ma tròn, vết rạn ban đầu bị ma sát hết hoặc sụp đổ. Đồng thời, mặt ngoài bị phong hóa thành một tầng da dày, như vậy, mảnh vỡ phỉ thúy sẽ biến thành đá sỏi hình tròn hoặc hình trứng được bọc bởi một lớp da nhẵn. Phần lớn nguyên liệu phỉ thúy trong thị trường giao dịch là tử lưu, tức là phỉ thúy đá sỏi, bởi vì mặt ngoài của đá sỏi được che đậy bằng một lớp vỏ phong hóa, không nhìn ra được tình huống bên trong. Mọi người chỉ có thể dựa vào điểm đặc thù của vỏ ngoài, dựa vài kinh nghiệm của bản thân để suy đoán ưu khuyết của phỉ thúy bên trong đổ thạch. Khối nguyên thạch này quá mức trơn nhẵn, không nhìn ra được khe hở, nhìn qua không giống sơn lưu hay tử lưu, vì vậy tôi cảm giác cơ hội xuất hiện màu xanh rất ít, nếu không đổi khối khác thử xem. Làm người giám định nguyên thạch trong đội ngũ, người dẫn đầu cho anh ý kiến tham khảo. Nhưng Dương Bách Xuyên muốn thử độ may mắn, dù sao không ai dám đảm bảo bên trong sẽ có cái gì, vung tay lên nói, không đổi, chọn khối này, tôi muốn thử độ may mắn, Nguyễn Tiểu Thư, cắt đi. Vâng tiên sinh, xin hỏi ngài yêu cầu thợ cắt cấp bậc nào? Nguyễn Hoa nói, thợ cắt còn cần cấp bậc, Dương Bách Xuyên khó hiểu nói. Đúng vậy tiên sinh, thợ cắt chỗ chúng tôi được chia làm 3 cấp bậc, bắt đầu từ thợ cắt sơ cấp, đến trung cấp, rồi đến cao cấp nhất. Cấp bậc càng cao kỹ thuật cắt của thợ càng tốt, sẽ hạ thấp sự tổn hại khi cắt đến mức thấp nhất. Phí phục vụ của thợ cắt sơ cấp là 10 vạn, trung cấp 100 vạn, cao cấp 1.000 vạn, tất nhiên là đô la, xin hỏi ngài muốn thợ cắt cấp mấy? Sau khi nói xong, Nguyễn Hoa chờ đợi Dương Bách Xuyên trả lời. À các người cũng quá tham, cái này cũng phải thu phí, hơn nữa cao cấp còn cần 1.000 vạn đô la. Dương Bách Xuyên líu lưỡi. Nguyễn Hoa vẫn giữ vững ý cười, cung kính trả lời, tiên sinh, cắt nguyên thạch là vòng quan trọng nhất trong quá trình đổ thạch. Nếu kỹ thuật cắt không đạt tiêu chuẩn sẽ tổn hại đến màu xanh trong nguyên thạch, đến lúc đó một đao cắt xuống không phải chỉ có chút phí dụng này. Sau khi nghe Nguyễn Hoa giải thích, mặc dù trong lòng của Dương Bách Xuyên vẫn có chút không vừa lòng, nhưng cũng không làm khó cô, mọi người đều nói đây là quy củ. Được rồi, sắp xếp cho tôi một thợ cắt trung cấp. Cuối cùng Dương Bách Xuyên lựa chọn trung cấp, trong lòng nghĩ nếu đã tốn một đống tiền, cũng không cần để ý chút tiền này. Thanh Tước đứng một bên nói, thật ra dùng thợ cắt sơ cấp là được, kỹ thuật của thợ cắt nơi này đều nổi tiếng trên thế giới, rất nhiều người dùng thợ cắt sơ cấp. Trung cấp đi, đều gọi rồi. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, thứ này tiền nào của đó, trong lòng cũng có chút yên tâm. Ha ha, ngài là kim chủ, ngài quyết định. Những người như chúng ta chỉ đưa ra kiến nghị mà thôi. Thanh Tước cười nói. Chưa đầy 3 phút, sau khi Nguyễn Hoa gọi điện thoại, một thợ cắt trung niên đã đến. Nguyễn Hoa cố ý tìm một Hoa Kiều ở nước Nam, có thể nói tiếng phổ thông. Sau khi giới thiệu qua,
Dương Bách Xuyên có chút gấp không chờ nổi bảo thợ cắt nguyên thạch. Đầu tiên phải thật cẩn thận cắt xuống, Dương Bách Xuyên phát hiện người ở bên cạnh còn khẩn trương hơn cả anh. Nhưng cuối cùng không xuất hiện màu xanh. Sau ba đao, sự thật chứng minh là mất tiền, là một khối không thạch. 10 vạn đô la không cánh mà bay. Đây là đổ thạch, ba đao cắt 10 vạn đô la biến mất. Dương Bách Xuyên hơi đau lòng, cũng may anh là nhà giàu mới nổi, so với số tiền trong túi, số tiền này không tính là gì. Tính quật cường nổi lên, lại tiêu phí 100 vạn đô la mua 3 viên nguyên thạch, làm thợ cắt tiếp tục cắt. 2 viên nguyên thạch đều không. Đến viên nguyên thạch thứ 3, cuối cùng cũng có màu xanh, nhưng lại loại đậu bình thường nhất. Loại đậu là loại xương hô cực kỳ hình tượng, chúng ta biết phỉ thúy là loại đa tinh thể. Nếu tinh thể phỉ thúy tạo thành thô hơn, ví dụ lớn hơn 1 mm sẽ rất dễ dàng bị mắt thường nhìn được. Đa số tinh thể phỉ thúy loại thô là dạng ngắn, khi biên giới của tinh thể dạng ngắn này rất rõ ràng, nhìn qua giống như một hạt đậu xanh, vì vậy gọi là loại đậu. Hơn nữa hình thể không lớn, chỉ lớn hơn hạt đào một chút, người dẫn đường đứng bên cạnh nói, giá trị thị trường không cao, nhiều nhất là 3.000 hoa hạ tệ, nhưng ít còn hơn không, cuối cùng tiên sinh cũng mở được. Dương Bách Xuyên biết ông ta đang an ủi mình, bây giờ trong lòng anh vẫn có chút mất mát. Tiêu hơn 100 vạn đô la, con mẹ nó chỉ thu hoạch một loại đậu giá trị 3.000 hoa hạ tệ. 100 vạn đô la thử vận may, nhưng vận may này quá đen. 4 viên nguyên thạch chỉ ra được một khối bằng quả hạch đào, còn là loại phỉ thúy có phẩm chất không cao. Nếu nói không buồn bực là giả. Có lẽ nhìn thấy Dương Bách Xuyên có chút mất mát, người dẫn đường còn nói thêm, tiên sinh. Tôi kiến nghị chúng ta đi đến cửa sổ ở khu vực mái nhà, mặc dù giá cả mở ra cửa sổ hơi đắt nhưng tỷ lệ xuất hiện màu xanh cao. Cái gì là mở ra cửa sổ? Dương Bách Xuyên hỏi ông ta. Chính là những nguyên thạch có chút tổn hại ở bề mặt khi khai thác mỏ, có thể nhìn ra được màu sắc bên trong của nguyên thạch và gia tăng phán đoán đổ thạch. Tất nhiên là giao dịch thị trường cố ý mở cửa sổ, giá cả cũng tăng lên rất nhiều, nhưng tỷ lệ xuất hiện màu xanh cao. Rất nhiều người đổ thạch đều bắt đầu mở từ đó, nếu không đi nhìn thử xem. Người dẫn đường hỏi. Dương Bách Xuyên cảm thấy ông ta nói rất đúng, hơn nữa sau giao dịch vừa rồi, cũng nên nghe theo kiến nghị của đội thanh tước, gật đầu nói, được, chúng ta đi thử đi mua sắm ở mái nhà xem. Mấy người đi vào khu mở ra cửa sổ nguyên thủy, Dương Bách Xuyên phát hiện đúng như những gì người dẫn đường nói. Mặt ngoài của nguyên thạch nơi này đều có chỗ bị ngoại lực gõ vỡ vỏ ngoài. Có thể nhìn đến nhan sắc và hoa văn của nguyên thạch, có vài khối còn nhìn được cả màu xanh lộ ra bên ngoài. Nhưng giá cả cũng rất đắt, tùy tiện nhìn qua viên nguyên thạch nhỏ nhất bên cạnh cũng 20 vạn đô la. Tất cả nguyên thạch ở khu thiên song đều đặt trên sàn đại sảnh thành từng hàng dài tít tắp, người xem ở đại sảnh cũng nhiều nhất. Dương Bách Xuyên đang định vào trong thì bên tai vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Sếp Lưu có dám tham gia không? Cơ hội cắt tảng đá này thấy xanh rất lớn đó. Hay là xem kỹ đi, 500 vạn không phải con số nhỏ. Nhưng nhìn bề ngoài thì đúng là thấy xanh đó, hơn nữa còn là phỉ thúy băng chủng cao cấp. Có điều kích cỡ chưa chắc đã lớn, nói không chừng cắt ra chỉ lộ xanh chút xíu như vậy thôi. Dương Bách Xuyên nghe thấy băng chủng gì đó, lúc trước anh đã nghe thủ lĩnh nhắc đến nhưng chưa nhìn thấy bao giờ, cho nên tò mò định đi xem. Nhưng lúc xoay người anh không thể ý dưới chân. Suýt thì té ngã vì vấp phải một tảng đá dài màu xám, cơ thể mất thăng bằng. Anh bèn chống lên tảng đá này theo phản xạ. Điều khiến anh bất ngờ là khi đặt tay lên tảng đá này, anh cảm nhận được bên trong tỏa ra sóng linh khí chập chờn. Dương Bách Xuyên chợt nảy ra một ý, đứng dậy nhìn tảng đá dài này. Anh không phát hiện thấy mấy tảng đá trước đó có gì bất thường, bây giờ sờ tay lên tảng đá này lại cảm nhận được sóng linh khí mỏng manh. Anh lập tức dùng sức mạnh linh thức kiểm tra, phát hiện ra trong tảng đá này có chỗ khác biệt. Trong linh thức của mình, anh nhìn thấy bên trong tảng đá có một viên phỉ thúy to bằng nắm tay trẻ con, hơn nữa còn là màu đen, bên trong tỏa ra linh khí mỏng manh. Dương Bách Xuyên vui như mở cờ trong bụng. Anh còn tưởng sức mạnh linh thức không có tác dụng với nguyên thạch, bây giờ mới phát hiện thật ra là bởi vì bên trong mấy tảng đá cắt lúc trước không có phỉ thúy. Trong tảng đá dài này có phỉ thúy nên mới tỏa ra sóng linh khí chập chờn. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Dương Bách Xuyên là, linh thạch.
Nhưng cho dù không dùng linh thức, anh cũng nhận thấy viên phỉ thúy bên trong tảng đá này không có linh khí dồi dào như trong linh thạch, chỉ bằng một nửa hoặc hơn một phần ba linh khí trong linh thạch hạ phẩm mà thôi. Giống linh thạch bán thành phẩm nhỉ, Dương Bách Xuyên lẩm bẩm trong lòng. Tóm lại là Dương Bách Xuyên đã phát hiện ra tác dụng kỳ diệu của linh thức, cuối cùng anh cũng cảm nhận được một tảng đá có phỉ thúy. Tiên sinh sao rồi, Độc Cô Vô Tình đi đến đỡ anh, cô vẫn quen gọi anh là tiên sinh. Hi hi, không sao, tôi ổn đến không thể ổn hơn. Dương Bách Xuyên nhếch môi nở nụ cười. Quả thật anh phát hiện ra phương pháp giám định nguyên thạch, tức là đứng ở thế bất bại. Nếu cắt được nhiều nguyên thạch có phỉ thúy thì ắt sẽ thu hút sự chú ý của gia tộc Đoan Mộc, tin rằng bọn họ sẽ chủ động tìm anh. Sau đó anh nói với Nguyễn Hoa, cô Nguyễn, đánh dấu tảng đá này cho tôi. Nói xong anh mặc kệ mọi người, tiếp tục đi qua đi lại giữa các tảng đá. Trong mắt người khác, lúc này Dương Bách Xuyên giống như bị điên, lúc đi lúc dừng gõ lên những tảng đá mình đi qua, khi thì nhắm mắt, lúc thì trong mắt lóe lên tia sáng, sau đó đánh dấu mua lại. Nửa tiếng sau, Dương Bách Xuyên mua tất cả 10 tảng đá có lớn có nhỏ. Hơn nữa anh hoàn toàn không nghe lời khuyên của nhóm thanh tước, tự quan sát nguyên thạch và đánh dấu mua theo ý mình. Đương nhiên lúc này anh chưa dừng lại, vẫn tiếp tục mua. Hành động này của Dương Bách Xuyên đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người có mặt tại đây. Bởi vì khoản giao dịch nguyên thạch của anh đã lên tới 200 triệu đô la. Dương Bách Xuyên không quan tâm, tiếp tục dùng chân khí lẫn linh thức kiểm tra xem trong nguyên thạch có phỉ thúy hay không. Một hàng nguyên thạch dài 500 mét, Dương Bách Xuyên đi qua đi lại quan sát hơn 1.000 tảng đá, trong đó anh phát hiện thấy 18 tảng đá có phỉ thúy. Anh cảm nhận được trong 18 tảng đá với các kích thước khác nhau này có sóng linh khí. Tổng số tiền anh mua lên tới 800 triệu đô la, tương đương với hơn 5 tỷ tiền Trung Quốc. Trước khi lên núi anh cũng đã tiêu chừng này. Bấy giờ anh mới dừng tay. Tiếng bàn tán của rất nhiều người lọt vào tai anh. Một chàng trai nói, mẹ kiếp, đại gia ở đâu thế? To gan thật đấy. Có người phụ họa theo, phải đó. Đổ thạch 800 triệu đô. Người anh em này không phải dạng vừa đâu. Cược rồi, phá vỡ kỷ lục mua bán của thị trường giao dịch đổ thạch An Châu. Tôi nhớ là 10 năm trước có một vị khách sộp mua 400 triệu đô la, vậy mà tên nhóc này mua gấp đôi. Sời, vừa nhìn là biết tên gà mở phá của thuộc gia tộc nào đó. Đổ thạch đâu dễ như vậy, nhìn cậu ta cứ như chọn cải trắng vậy. Đoán chừng tên nhóc này sắp nhảy lầu vì thua lỗ rồi đấy. Phải đó. Có dầu cỡ nào cũng không đỡ nổi tốc độ phá của này, không khéo chẳng cắt được tảng nào thấy xanh đấy chứ. Những lời bàn tán này sặc mùi hâm mộ và ghen ghét, người hóng chuyện chiếm phần đông, ai nấy đều nán lại khu giao dịch vây xem Dương Bách Xuyên, muốn xem lát nữa anh cắt đá sẽ có kết quả ra sao. Cùng lúc đó, trong một gian phòng ở tầng 3, một ông già khoảng 60 tuổi chăm chú nhìn Dương Bách Xuyên trên màn hình, ánh mắt lấp lóe. Sau đó... ông ta gọi với ra ngoài cửa, Khinh Phong vào đây. Ông già này là Đoan Mộc Lôi, người phụ trách thị trường giao dịch của gia tộc Đoan Mộc, võ cổ giả ám kình tầng 9 giai đoạn giữa. Dương Bách Xuyên vung tiền như thế khó mà không thu hút sự chú ý của ông ta, vì vậy ông ta muốn tìm giám đốc phụ trách kiểm tra giám sát tới hỏi chuyện. Cửa phòng mở ra, một người trung niên tầm 40 tuổi đi vào. Người này tên Đoan Mộc Khinh Phong. Cũng là người của gia tộc Đoan Mộc nhưng thuộc chi thứ. Ông hai muốn hỏi thăm tin tức về chàng trai này phải không ạ? Đoan Mộc Khinh Phong chỉ vào Dương Bách Xuyên trong màn hình. Ha ha, Khinh Phong khá lắm. Nói xem chàng trai này có lai lịch ra sao? Đoan Mộc Lôi rất hài lòng về câu nói của Đoan Mộc Khinh Phong. Tôi vừa mới hỏi cảnh vệ, bên đó nói chàng trai này tên là Dương Bách Xuyên đến từ Trung Quốc, một nhóm 8 người. Các thông tin khác thì vẫn chưa điều tra sâu, chắc là cậu ấm của gia tộc nào đó ở trong nước. Có vẻ như đây là lần đầu tiên cậu ta đổ thạch, đến để tiêu tiền. Đoan Mộc Khinh Phong trả lời. Nếu là người Trung Quốc thì hôm nay cậu phối hợp chút nhé, dù sao chúng ta cũng là đồng bào. Mấy ngày nay có không ít đầu trâu mặt ngựa, hãy nhắc nhở chàng trai Dương Bách Xuyên này, tránh cho bị người ta cướp bóc, coi như tỏ ý tốt với cậu ta. Đoan Mộc Lôi cân nhắc giây lát rồi dặn dò. Ông hai yên tâm, tôi sẽ đích thân tới gặp cậu ta. Cậu ta đúng là tiêu tiền như nước, một lần giao dịch những 800 triệu đô la, chúng ta kiếm bộn.
Trong mắt Đoan Mộc Khinh Phong lóe lên vẻ gian xảo. Ừ, cậu đi đi. Hôm nay chú ý chút, lát nữa ông chủ sẽ tới, không được để xảy ra sự cố. Theo dõi gắt gao người của mấy chi theo ma đạo. Từ sau khi tổ tiên của chúng ta tạ thế, bọn họ không coi gia tộc Đoan Mộc chúng ta ra gì. Lô hóa thạch đặc biệt được vận chuyển từ Myanmar tới đã cắt mở, bên trong có tinh thạch năng lượng. Đám người này đến vì chúng. Chiều nay khai mạc, ông chủ dặn là trực tiếp đấu giá tại chỗ, e rằng đến lúc đó sẽ có rắc rối, nhất định phải tăng cường phòng thủ. Còn nữa, đám người Tỉnh Thiên cũng không có ý tốt, cần đề cao cảnh giác. Thông báo cho cảnh vệ bí mật tăng cường tuần tra. Đoan Mộc Lôi nói tới lô đá kỳ lạ đặc biệt kia với tâm trạng tràn đầy lo lắng. Vốn dĩ gia tộc định nuốt riêng, nhưng lại bị nhiều thế lực võ cổ ngấp nghé nên đành phải nhả ra một phần để đấu giá, nếu không thì gia tộc Đoan Mộc đừng mong bình yên. Đây cũng là lý do hôm nay ông chủ sẽ đích thân tới tham dự. Vâng, tôi đi sắp xếp ngay đây. Đoan Mộc Khinh Phong đáp lời, sau đó ra khỏi phòng. Dương Bách Xuyên không biết hành động của mình đã thu hút sự chú ý của gia tộc Đoan Mộc. Lúc này sắc mặt của đám thanh tước tối sầm, còn anh thì đang chọn ba tảng đá to nhất đắt nhất, chuẩn bị cắt ra xem càn khôn bên trong. Tảng đá thứ nhất cao 3 mét, giá 80 triệu đô la, có vết dạn to chừng bàn tay, có thể thấy bên trong vô cùng trong suốt và phát ra ánh sáng lờ mờ. Tảng đá thứ hai giá 110 triệu, chỉ to bằng cái cối xay. Tảng đá thứ ba nhỏ nhất nhưng có giá cao nhất, 180 triệu đô la. Dương Bách Xuyên bảo Nguyễn Hoa gọi ba thợ cắt đến hỗ trợ, bởi vì tảng đá quá lớn, anh chê cắt chậm. Ngoài ra anh còn nhờ Nguyễn Hoa tìm cho mình một chiếc máy cắt, dự định tự ra tay. Hành động này của anh khiến tất cả mọi người có mặt ở đây chê cười, ngay cả thủ lĩnh cũng khuyên anh hãy để cho thợ cắt làm, nếu anh ra tay sẽ cắt hỏng nguyên thạch. Dương Bách Xuyên chỉ mỉm cười đáp lời, đừng lo, tôi có chừng mực. Nói xong anh bắt đầu hạ dao, mà nhát dao đầu tiên khiến mọi người cười ầm lên. Trong mắt tất cả mọi người, Dương Bách Xuyên là một tên gà mờ phá của trong giới đổ thạch. Nhát dao đầu tiên Dương Bách Xuyên thẳng tay cắt ở chính giữa tảng đá, hơn nữa động tác rất thô bạo. Mọi người đều cho rằng với cách thức hạ dao này, cho dù bên trong tảng đá có ngọc đi chăng nữa cũng bị anh làm hỏng. Đối mặt với tiếng cười ngặt nghẽo của đám người vây xem, Dương Bách Xuyên cũng nhếch miệng cười lém lỉnh. Chỉ có anh biết chỗ nào có thể hạ dao, chỗ nào không thể hạ dao. Bởi vì trong linh thức của anh, vị trí của phỉ thúy bên trong tảng đá rất rõ ràng. Một dao bổ xuống, một tiếng rắc vang lên, một mảng vỏ chóc ra. Lúc này trong hội trường có người thốt lên đầy kinh ngạc, có rồi. Thằng nhóc này đúng là chó ngáp phải ruồi. Mới cắt nhát dao đầu tiên đã có ngọc rồi á. Trông có vẻ không nhỏ đâu. Đúng thế, màu đỏ đó, không biết là chủng loại gì. Xem là biết. Mẹ ơi, mọi người mau nhìn kìa, cậu ta lại bắt đầu cắt một cách thô bạo rồi. Tiếng bàn tán của đám người vây xem vang lên khắp nơi, nhưng không ảnh hưởng gì tới Dương Bách Xuyên. Anh đã biết trước hình thái của phỉ thúy ở bên trong, cho nên biết rõ cần hạ dao ở đâu là tốt nhất. Hơn nữa còn chỉ huy ba thợ cắt ra tay. Hiện tại anh đang cắt tảng đá to bằng cối xay có giá 110 triệu. Mặc dù Dương Bách Xuyên có thể dùng linh thức nhìn phỉ thúy bên trong tảng đá, nhưng anh không tính được giá trị của nó. Lúc chọn nguyên thạch anh dựa vào độ mạnh yếu của linh khí, có thể nói trong 18 tảng đá mà anh chọn có linh khí khá mạnh. Dương Bách Xuyên tiếp tục cắt, dù sao lớp vỏ cũng dày khoảng một ngón tay, anh hạ dao rất nhanh. Sau 3-4 nhát dao, trạng thái của tảng đá này đã hiện ra. Lúc này một số người chơi đổ thạch giàu kinh nghiệm đã có thể đoán được kích thước của phỉ thúy ở bên trong. Một người trung niên đeo kính nhìn thấy, kích động hô lên, dầu. Dầu to. Trời ơi, thằng nhóc này đúng là mèo mù vớ cá rán, lớp vỏ chỉ dày bằng ngón tay, hơn nữa trông có vẻ rất đều. Xem chừng rất có thể là một khối phỉ thúy hoàn chỉnh. Đúng vậy. Điều quan trọng nhất là nó có màu đỏ thẫm hiếm thấy, để xem cấp bậc thế nào. Nếu là chủng loại cao cấp thì thằng nhóc này lời to. Đám người bàn tán xung quanh còn kích động hơn cả Dương Bách Xuyên, nhao nhao phát biểu ý kiến. Lúc này Dương Bách Xuyên chỉ huy ba thợ cắt cắt ra 1/3 diện tích. Giờ đây người cẩn thận tỉ mỉ mới phát hiện ra Dương Bách Xuyên hạ dao cắt đá không hề tổn hại tới phỉ thúy bên trong. Anh tựa như có mắt thấu thị.
biết trước phải hạ dao mạnh hay nhẹ. Một ông cụ hơn 70 tuổi được một cô gái dìu, đứng cách đó không xa nhìn tảng đá trong tay Dương Bách Xuyên lộ ra phỉ thúy, trong mắt lóe lên tia sáng. Một người trung niên hơn 5 tuổi mặc vest và 7-8 kẻ giống như tay sai cũng nhìn thấy tảng đá của Dương Bách Xuyên có ngọc, tức thì cất bước đi tới. Sau khi mọi người xung quanh nhìn thấy tảng đá trong tay Dương Bách Xuyên có ngọc, gần như sắc mặt ai nấy đều thay đổi. Giờ khắc này người căng thẳng nhất là vị thủ lĩnh chuyên viên giám định bên cạnh Dương Bách Xuyên. Sau khi trông thấy lớp vỏ bên ngoài tảng đá bị Dương Bách Xuyên cắt ra từng mảng và để lộ phỉ thúy đỏ thẫm bên trong, hắn kích động đến nỗi toàn thân run rẩy, đứng ngây ra đó. Nếu thủ lĩnh không nhìn nhầm thì khối phỉ thúy đỏ thẫm to bự kia hẳn là phỉ thúy cao cấp. Vừa nghĩ tới đây là phỉ thúy cao cấp, thủ lĩnh không bình tĩnh nổi. Hắn cũng giống những người khác, ban đầu không thích Dương Bách Xuyên nhưng bây giờ rất khâm phục lòng can đảm và vận may của anh. Không ngờ lần này lại cắt được phỉ thúy, hơn nữa nhìn có vẻ không nhỏ, lớp vỏ chỉ dày khoảng một ngón tay mà thôi. Từ 1/3 diện tích đã lộ ra có thể thấy xác suất cao là cả tảng đá đều là phỉ thúy. Có điều cách thức hạ dao thô bạo của Dương Bách Xuyên khiến thủ lĩnh căng thẳng trong lòng. Hắn rất lo chẳng may Dương Bách Xuyên sơ suất cắt vào phỉ thúy thì một khối phỉ thúy nguyên vẹn sẽ mất giá rất nhiều. Thủ lĩnh đang định lên tiếng ngăn cản thì một giọng nói già nua vang lên, dừng tay. Cậu nhóc kia mau dừng tay, cậu cắt như vậy sẽ tổn hại đến phỉ thúy, phá hỏng tính chất tự nhiên của một khối phỉ thúy. Thủ lĩnh quay đầu nhìn thì thấy một ông già râu tóc bạc phơ được một cô gái dìu, kích động đi tới. Lúc này có người hô lên, là Lý Mục Lai. Ông Lý à, không ngờ chuyện này cũng kinh động đến ông. Có người không biết Lý Mục Lai, bèn hỏi, người anh em à, ông cụ này là ai thế? Nghe ý cậu thì có vẻ như người này rất nổi tiếng. Sời, anh không biết Lý Mục Lai mà còn đổ thạch với phỉ thúy cái gì? Lý Mục Lai là chuyên viên giám định cao cấp do gia tộc Đoan Mộc mời tới. Ông Lý là người Hoa chúng ta, cũng là chủ tịch Hiệp hội Giám định Phỉ thúy Trung Quốc. Ông ấy là chuyên viên giám định phỉ thúy cao cấp cả trong và ngoài nước đó. Thì ra là vậy, khụ khụ, không giấu gì người anh em, đây là lần đầu tiên tôi đổ thạch. Tôi đi theo bạn tới, thật sự là không am hiểu. Thủ lĩnh nghe người bên cạnh nói vậy thì toàn thân run lên. Hắn là người trong giới này, cũng là chuyên viên giám định, đương nhiên biết Lý Mục Lai. Có điều hắn chưa gặp Lý Mục Lai bao giờ, lần này xem như là được nhìn thấy người thật. Thủ lĩnh cũng biết lúc nãy người kia nói không sai, Lý Mục Lai đúng là chuyên gia giám định cao cấp giới phỉ thúy đã được ông ấy giám định tương đương với có giấy chứng nhận quốc gia. Tuy nhiên Lý Mục Lai rất ít khi giám định phỉ thúy cho cá nhân nào đó, bây giờ xem ra Dương Bách Xuyên chắc chắn đã cắt được phỉ thúy cao cấp, không thì đã chẳng thu hút sự chú ý của Lý Mục Lai. Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng hô cũng bất giác dừng tay. Anh ngẩng đầu nhìn thì thấy một ông cụ khoảng 70 tuổi đang đi về phía anh, trong mắt đong đầy lo lắng và kích động. Chắc chắn là ông cụ này kêu anh dừng tay. Sao vậy lão tiên sinh? Dương Bách Xuyên cất tiếng hỏi. Cậu nhóc có thể cho tôi xem khối phỉ thúy này của cậu không? Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Lý Mục Lai vẫn dán chặt vào khối phỉ thúy đỏ thẫm, không mảy may nhìn Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên không biết ông cụ này là Lý Mục Lai chuyên viên giám định phỉ thúy nổi tiếng trong và ngoài nước. Anh nhếch môi trả lời, nhưng tôi vẫn chưa cắt xong, lão tiên sinh chờ chút nhé, khi nào tôi cắt xong sẽ cho cụ xem. Câu trả lời của anh khiến những người xung quanh biết Lý Mục Lai đều kinh ngạc rớt cả tròng mắt. Mẹ nó chứ, Lý Mục Lai giám định phỉ thúy miễn phí cho cậu mà cậu lại bảo người ta chờ hả? Lúc này thủ lĩnh sốt ruột lắm rồi. Hắn biết Dương Bách Xuyên không hiểu rõ giới đổ thạch nên không biết Lý Mục Lai là ai, bèn vội vàng nói cho Dương Bách Xuyên biết thân phận của Lý Mục Lai. Bấy giờ Dương Bách Xuyên mới biết thì ra ông cụ này là nhân vật đức cao vọng trọng trong giới phỉ thúy. Như vậy xem ra mình có thể cho ông ấy xem dùm, hi hi. Xin lỗi ông Lý, tôi không biết ngài. Được thôi, ngài kiểm tra đánh giá đi, lát nữa tôi lại cắt. Dương Bách Xuyên tỏ ý với Lý Mục Lai. Ngoài dự đoán của Dương Bách Xuyên, Lý Mục Lai không hề tức giận, trái lại còn hơi áy náy, cậu nhóc à, tôi bảo cậu dừng tay là vì khối phỉ thúy cậu cắt mở rất giống phỉ thúy cao cấp. Hơn nữa trong đó là phỉ thúy đỏ hiếm thấy, vô cùng hiếm có. Trong lịch sử giới phỉ thúy đỏ xuất hiện không được mấy lần. Và lại cậu cắt hơi thô bạo,
tôi sợ sẽ phá hỏng tính chất tự nhiên của phỉ thúy. Nhìn góc cạnh thì phỉ thúy đỏ bên trong tảng đá này rất có thể là một viên lớn hoàn chỉnh. Điều này rất hiếm có, giá trị khó mà ước lượng. Nghe vậy Dương Bách Xuyên khá vui vẻ, khẽ mỉm cười nói, vậy xin nhờ ông Lý xem trước, lát nữa tôi sẽ nhẹ nhàng một chút. Miệng nói thế chứ trong lòng đang nói phỉ thủy là của anh đây, cắt hỏng cũng không sao. Thật ra Dương Bách Xuyên không coi phỉ thúy là phỉ thúy, mà xem là linh thạch bán thành phẩm. Thứ anh coi trọng không phải giá trị tiền bạc của nó, mà là linh khí bên trong. Mặc dù linh khí trong phỉ thúy thua xa linh khí trong linh thạch, nhưng đối với Dương Bách Xuyên mà nói, nó là nguyên vật liệu rất tốt để hấp thu tu luyện và bày trận pháp. Vì vậy anh nghĩ rằng dù cắt hỏng cũng chẳng sao. Tuy nhiên Dương Bách Xuyên không biết rằng anh thì chẳng sao, nhưng chuyên gia nghiên cứu phỉ thúy cả đời như Lý Mục Lai lại trái ngược. Lý Mục Lai là chuyên viên giám định phỉ thúy cao cấp, từng giám định vô số phỉ thúy, nhưng cũng ít gặp phỉ thúy cao cấp quý hiếm, vì vậy ông ấy rất nghiêm túc khi nhìn thấy phỉ thúy của Dương Bách Xuyên. Sau khi nói chuyện với Dương Bách Xuyên và được anh cho phép, Lý Mục Lai nhận đôi găng tay màu trắng từ cô gái bên cạnh đang dìu mình. Tiếp đó ông ấy đeo kính lão và lấy kính lúp ra, bắt đầu quan sát phỉ thúy. Lúc này những người vây xem xung quanh đều dừng thảo luận, không ai quấy rầy quá trình giám định của Lý Mục Lai. Bọn họ cũng muốn biết giá trị của khối phỉ thúy đỏ thẫm hiếm có này. Khoảng 10 phút sau, Lý Mục Lai đứng thẳng lưng, ánh mắt tràn đầy kích động, đồng thời lẩm bẩm, quả nhiên là phỉ thúy cao cấp. Đây là phỉ thúy đỏ ngàn năm khó gặp, nếu lấy được viên phỉ thúy nguyên vẹn thì giá trị không thể đo lường. Chúc mừng nhé cậu nhóc, cậu giàu to rồi. Nghe Lý Mục Lai nói vậy, Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy vui vẻ. Anh cũng biết rằng có câu nói này của Lý Mục Lai, giá trị của viên phỉ thúy này sẽ tăng vọt. Cảm ơn ông Lý đã giám định. Ha ha, đừng khách sáo, tôi được nhìn thấy phỉ thúy đỏ ở cái tuổi này cũng tính là đáng giá. Trong lúc hai người đang trò chuyện, đột nhiên có một người hô to với Dương Bách Xuyên, chú em ơi, để lại khối phỉ thúy này của cậu cho tôi đi, tôi trả 120 triệu. Người nọ nói xong, Dương Bách Xuyên mới nhìn thấy đó là một gã trung niên mập mạp hói đầu khoảng hơn 40 tuổi. Anh cười khẩy trong lòng, tên mập chết tiệt, anh đây mua nguyên thạch đã 110 triệu rồi, bây giờ có ngọc mà ông chỉ trả tôi 120 triệu, ông tưởng tôi ngu chắc. Dương Bách Xuyên còn chưa kịp nói chuyện. Một người đàn ông trung niên tầm hơn 50 tuổi đi đến, mặc vest đi giày da, nở nụ cười với tên mập đứng trước, ha ha, mấy ngày không gặp ra mặt của Tổng Giám Đốc Trương càng ngày càng dày. Người ta tiêu tốn 100 triệu 1.000 vạn để mua sắm nguyên thạch, bây giờ ông chỉ thêm 1.000 vạn cho người ta, thật hào phóng. Sau khi nói xong, cười nói với Dương Bách Xuyên, người anh em nhường cho tôi ra giá 100 triệu 5.000 vạn. Họ Vương ông cũng không tốt hơn được bao nhiêu, được tiện nghi liền chui vào còn không phải là cá tính của họ Vương nhà ông sao. Hừ. Tên mập hói đầu đứng trước đánh trả người đàn ông trung niên, nhìn qua có vẻ hai người quen biết. Ngay sau đó giữa sân lại vang lên âm thanh muốn Dương Bách Xuyên chuyển nhượng. Người anh em, chúng ta là công ty châu báu XX, tôi ra giá 200 triệu. Đây còn được coi như một cái giá có thành ý. Người ra giá 200 triệu tràn đầy chờ mong, chờ Dương Bách Xuyên trả lời, nhưng lúc này giữa sân lại vang lên âm thanh của một người phụ nữ. 300 triệu, người anh em, tôi là công ty châu báu Hương Đảo Lâu, rất có thành ý mua bán với cậu, hy vọng cậu có thể suy xét. 300 triệu 5.000 vạn, chúng tôi là công ty châu báu Nhật Bản. Lúc này một người đàn ông trung niên đeo kính ra giá hơn 1.000 vạn. Sau khi nghe được hai công ty này báo giá, đám người vây xem đỏ cả mắt, một đám thầm thì to nhỏ với nhau, Dương Bách Xuyên kiếm lời. Đột phá 300 triệu, tăng gấp hơn 2 lần. Cuối cùng dường như giá của người đàn ông Nhật Bản đã đè ép tất cả những người khác. Điều này làm cho người đàn ông Nhật Bản cảm thấy rất kiêu ngạo, dùng ánh mắt đắc ý nhìn Dương Bách Xuyên, vị tiên sinh này, công ty Nhật Bản chúng tôi đưa ra mức giá rất cao, hy vọng chúng ta có thể giao dịch thành công, cậu cũng có thể kiếm lời. Dương Bách Xuyên vẫn không mở miệng nói, bây giờ cuối cùng cũng có thời gian nói chuyện. Nhìn người đàn ông Nhật Bản đeo kính, anh nhếch miệng cười, tên ếch đồng Nhật Bản bốn mắt này khiến anh rất khó chịu. Con mẹ nó cứ như 300 triệu 5.000 rất nhiều vậy, Dương Bách Xuyên vốn rất không thích người Nhật Bản, nhìn anh ta nói, đầu tiên, tôi chưa nói muốn bán đi,
thứ hai cho dù muốn bán, cũng sẽ không buôn bán với người Nhật Bản, nhường một chút, tôi muốn tiếp tục cắt. Mày, chó con, Yamamoto, tên ếch đồng Nhật Bản bốn mắt tức giận gầm gừ. Nhưng ngay lập tức anh ta hoàn toàn câm miệng, bởi vì đột nhiên Dương Bách Xuyên dương mắt, một đôi mắt như dao nhọn chìm chằm chằm anh ta, làm cho Yamamoto run rẩy. Sự lạnh băng truyền đến từ trong ánh mắt của Dương Bách Xuyên giống hệt vị đại nhân đi cùng với bọn họ lần này, cực kỳ khủng bố. Sau khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy tên lùn Nhật Bản này cúi đầu thì không để ý đến anh ta nữa. Nếu không phải trường hợp không thích hợp, anh sẽ đập chết tên chó này. Dù sao anh đã in sâu vào trong lòng câu mắng chửi của tên này, nếu có cơ hội sẽ đập chết tên đó. Từ tận xương cốt đã không thích mấy tên chó Nhật Bản rồi. Không quan tâm đến anh ta nữa, Dương Bách Xuyên cầm máy cắt đá tiếp tục cắt, nhưng anh đã hiểu biết tình huống bên trong loại nguyên thạch này nên không chuẩn bị cắt hết. Bắt đầu cắt viên nguyên thạch to nhất, một viên cao 3 mét. Hiệu suất bên chỗ thanh tước rất cao, đã sắp xếp xong xe đựng phỉ thúy huyết. Lý Mục Lai không rời đi, ông ta đứng chờ Dương Bách Xuyên cắt viên nguyên thạch thứ hai. Bây giờ ông ta cảm thấy rất hứng thú với Dương Bách Xuyên, tên nhóc này rất yêu nước, câu nói không buôn bán với người Nhật Bản vừa rồi rất hợp khẩu vị của ông ra. Đồng thời Lý Mục Lai cũng muốn nhìn tiếp xem vận may của Dương Bách Xuyên còn có thể tốt đến mức nào, có thể ra màu xanh nữa hay không. Bắt đầu cắt, Dương Bách Xuyên nói cho ba tên thợ cắt nên xuống đao từ nơi nào, chính mình cũng gia nhập cắt nguyên thạch. Vài phút sau, Lý Mục Lai đứng gần nhất, hai mắt đỏ bừng rực sáng, ông ta không kìm được lòng lên tiếng nói, quá lời, ra màu xanh, Dương tiên sinh mau dừng lại, rất có thể viên này chính là đế vương lục. Cái gì? Đế vương lục. Loại lâu đời nhất trong các loại phỉ thúy, là phỉ thúy tốt nhất, cao cấp nhất, đế vương lục hay còn gọi là ngọc lục bảo. 50 năm trước mới chỉ xuất hiện một đế vương lục to bằng miệng bát. Nghe nói lúc ấy đã gia công phỉ thúy đó thành tượng Phật Minh Vương, được bán đấu giá với giá 750 triệu đô la, đặt ở bây giờ sẽ có giá 1 tỷ. Trời ạ, nếu thật sự là đế vương lục, vận may của tên nhóc này thật sự nghịch thiên. Chứ sao nữa? Chờ xem ông Lý nói như thế nào. Lần này Lý Mục Lai phải tốn hơn nửa giờ để giám định, sau khi đứng dậy thổn thức nói, loại lâu đời đỉnh cấp nhất, đế vương lục. Một câu làm tất cả mọi người nổ tung. Lý Mục Lai nói với Dương Bách Xuyên, Dương tiên sinh có thể cắt hết hay không, tôi muốn nhìn một chút, đế vương lục bên trong lớn đến mức nào. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười nói, không thành vấn đề, ông Lý chờ một lát. Thật ra trong lòng anh biết rất rõ, trong nguyên thạch cao 3 mét này, phỉ thúy đế vương lục tầm 1 mét 2, hơn nữa là một phỉ thúy đế vương lục hình người. Dưới ánh đèn chiếu rọi, gần như tất cả mọi người đều thấy được ánh sáng xanh biếc lập lòe, cực kỳ xanh trong. Ở trong mắt của Dương Bách Xuyên, tốt đến mất cũng chỉ dùng để lấy linh khí, mặc dù trong viên nguyên thạch này là đế vương lục, nhưng linh khí trong nó vẫn chưa phải là tốt nhất trong 18 viên nguyên thạch anh chọn. Anh đã đồng ý sẽ cho đội đặc công hồn long của thanh tước một số tiền, nên sẽ dùng viên phỉ thúy đế vương lục này để báo đáp. Số nguyên thạch còn lại anh sẽ mang về, trở thành tài liệu bày trận và tu luyện. 20 phút sau, chính tay Dương Bách Xuyên bắt đầu cắt, bởi vì linh thức của anh rộng lớn, nên lớn mật xuống đao sẽ không cắt nhầm vào phỉ thúy. Dần dần một bức tượng phỉ thúy hình người cao 1m2 xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Mặc dù không có ngũ quan hoàn chỉnh, nhưng lại có hình người, chỉ cần được đại sư điêu khắc gia công, nó sẽ trở thành một người đẹp phỉ thúy đế vương lục sinh động như thật. Đúng vậy, viên phỉ thúy đế vương lục này có hình thái của một thiếu nữ. Mọi người gần như đỏ bừng mắt, tràn ngập hâm mộ ghen tị hận. Chỉ một viên phỉ thúy đế vương hình người này đã tiêu tốn của Dương Bách Xuyên số tiền 800 triệu, nếu có thể mua bán thành công, có thể kiếm lời rất nhiều. Quan trọng hơn Dương Bách Xuyên đã mua sắm 18 viên nguyên thạch, bây giờ mới mở 2 viên, còn 16 viên chưa mở. Lúc này có một vài người đã suy nghĩ Dương Bách Xuyên có phải là cao thủ giả heo ăn thịt hổ trong giới đổ thạch hay không. Bởi vì mở 2 viên liên tiếp, viên đầu tiên là phỉ thúy huyết hiếm nhất, còn chưa cắt mở hoàn toàn đã được ra giá 300 triệu 5 ngàn vạn. Nếu viên phỉ thúy huyết đó được khai thác xong, cộng thêm gia công, ít nhất cũng có giá 500 triệu. Đừng nói bây giờ lại xuất hiện một bức tượng cao tầm 1m2,
còn là Phỉ Thúy Đế Vương lục hình người tự nhiên. Không nghe Lý Mục Lai nói đó là báu vật vô giá sao? Tất nhiên vô giá trong miệng Lý Mục Lai chỉ để hình dung sự hiếm có của viên Phỉ Thúy Đế Vương lục hình người này. Dương Bách Xuyên tin tưởng, trên đời này chỉ cần là vật chất thì không có cái nào là không có giá cả, chỉ cần xem mọi người định vị trả giá thế nào thôi. Bốn viên lúc trước không xuất hiện màu xanh có lẽ chỉ là thủ thuật che mắt của cậu ta đúng không? Lúc này mở được hai viên to, cộng thêm thủ pháp cắt nhìn như thô bạo của cậu ta, nhưng lại không cắt nhầm vào Phỉ Thúy dù chỉ một chút đã chứng minh Dương Bách Xuyên này là một cao thủ. Lý Mục Lai đứng đối diện cũng nghĩ như vậy ở trong lòng. Sau khi Dương Bách Xuyên rửa sạch Phỉ Thúy Đế Vương lục, phát hiện ngoại trừ ánh mắt đỏ bừng của mọi người trong sân, không có người nào hô to muốn giao dịch, điều này làm anh có chút buồn bực. Nhưng có một điều anh không biết, bởi vì viên Phỉ Thúy huyết lúc trước chưa bán đi, nên bây giờ sẽ không ai ra giá Phỉ Thúy Đế Vương lục. Bởi vì mọi người đều nghĩ Dương Bách Xuyên sẽ không bán. Nhìn xung quanh một lượt, Dương Bách Xuyên khụ khụ hai tiếng, định mở miệng hỏi, các vị, tôi định bán đi viên Phỉ Thúy Đế Vương lục hình người này, không biết có ai ra giá không? Sau khi anh nói xong, mấy người lúc trước ra giá muốn mua Phỉ Thúy huyết đều sửng sốt. Thậm chí có người nói thầm, đầu óc của Dương Bách Xuyên có bệnh. Vậy mà lại muốn bán Phỉ Thúy Đế Vương lục hình người. Quá ngược đời, không muốn bán Phỉ Thúy huyết, lại muốn bán Đế Vương lục. Không ai biết, Dương Bách Xuyên giữ lại Phỉ Thúy huyết bởi vì màu sắc của Phỉ Thúy huyết rất đẹp, anh chuẩn bị trở về chế tạo thành trang sức cho mấy người phụ nữ của mình. Cũng may mắn không ai biết suy nghĩ này của anh, nếu không sẽ hộc máu. Sau khi Dương Bách Xuyên nói xong, giữa sân yên tĩnh vài phút, cuối cùng cũng có người hô to, 500 triệu đô la. 800 triệu. 1 tỷ. Giữa sân không có ai là kẻ ngốc, đều biết chỉ cần gia công điêu khắc Phỉ Thúy Đế Vương lục hình người này một chút, giá trị sẽ tăng rất nhiều. Một đám tiếp tục kêu to ra giá, cực kỳ giống hội đấu giá. Lúc này Lý Mục Lai mới lấy lại phản ứng, nói với người phụ nữ bên cạnh, nhanh đi thông báo cho Đoan Mộc Lôi tiên sinh. Trong suy nghĩ của Lý Mục Lai, bảo bối Phỉ Thúy thiên nhiên cỡ này không nên chảy ra phương Tây, ít nhất cũng nên nằm trong tay của người Hoa Hạ. Mặc dù gia tộc Đoan Mộc nằm ở nước Na, nhưng gia chủ lại là người Hoa Hạ, gia tộc Đoan Mộc cũng có thực lực để mua được bảo bối Phỉ Thúy thiên nhiên này. Lão Lý, tôi đến rồi đây. Sau khi Đoan Mộc Lôi nhìn thấy Đế Vương Lục từ video theo dõi, đã ngồi không yên muốn đến đây nhìn xem. Ông ta muốn mua được từ trong tay của Dương Bách Xuyên, làm vật truyền thừa gia tộc, đồng thời cũng nảy sinh hứng thú với Dương Bách Xuyên. Tên nhóc này liên tục mở ra được hai viên nguyên thạch to, còn là loại cao cấp, điều này làm Đoan Mộc Lôi nghi ngờ thân phận của anh. Viên Phỉ Thúy này chính là bảo vật, giá trị không thể đo được, nhất định phải mua được, không thể đưa đến phương Tây. Viên Phỉ Thúy Đế Vương lục hình người này nên thuộc về người Hoa Hạ chúng ta. Giọng điệu của Lý Mục Lai vô cùng kích động, nói với Đoan Mộc Lôi. Lão Lý, đừng gấp, chỉ cần người anh em này nguyện ý bán ra, tôi sẽ mua được nó. Trong lời nói của Đoan Mộc Lôi tràn đầy tự tin. Bất kể tài lực hay truyền thừa, gia tộc Đoan Mộc rất giàu có phong phú, có tư bản đế tự tin. Lúc này mấy thế lực giữa sân đã cạnh tranh đến 1 tỷ 300 triệu đô la. Đoan Mộc Lôi hơi mỉm cười, hô lên, 1.5 tỷ đô la. Ông ta vừa thốt lên, các thế lực cạnh tranh tắt lửa. Trong nháy mắt tăng vọt lên 500 triệu, không phải 5.000 vạn, còn là đô la. Người của các thế lực đang cạnh tranh cũng nhận ra được Đoan Mộc Lôi, biết ông ta là chủ nhà của trận giao dịch đổ thạch, một đám than ngắn thở dài, dừng lại. So tài lực với gia tộc Đoan Mộc, thật sự như chấu chấu đá xe. Dương Bách Xuyên nheo mắt lại, sau khi Lý Mục Lai hô lên ba chữ Đoan Mộc Lôi, anh cũng đã chú ý đến người có khí thế này rồi. Cuối cùng người của gia tộc Đoan Mộc cùng xuất hiện, nói thầm trong lòng, nhìn về phía Đoan Mộc Lôi. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Bách Xuyên thầm giật mình trong lòng, Đoan Mộc Lôi trong miệng Lý Mục vậy mà lại là võ cổ giả ám kình tầng 9 trung đoạn. Khi Đoan Mộc Lôi ra giá 1.5 tỷ, Dương Bách Xuyên biết hôm nay có thể ngồi bàn bạc được với Đoan Mộc Lôi, anh vung tiền vì cái gì? Chính là vì có thể ấy được sự chú ý của gia tộc Đoan Mộc, sau đó tiếp xúc với người của gia tộc Đoan Mộc, hỏi thăm tin tức của mẹ. Bây giờ đã thành công.
Đoan Mộc Lôi cũng đang quan sát kỹ Dương Bách Xuyên, điều khiến ông ta kinh ngạc chính là ánh mắt sâu thẳm của Dương Bách Xuyên. Ánh mắt này không nên xuất hiện trên một người thanh niên mới đầu 20 tuổi, đây là ánh mắt chỉ có cao thủ võ cổ giả mới có. Chính điều này đã làm ông ta ngạc nhiên. Trong cảm nhận của Đoan Mộc Lôi, ông ta không hề cảm giác được tu vi trong người Dương Bách Xuyên, hoàn toàn là một người bình thường. Nhưng cố tình ánh mắt của anh lại cực kỳ sâu thẳm, một ánh mắt chỉ có cao thủ võ cổ mới có được. Thật ra có một điều Đoan Mộc Lôi không biết, sau khi tu vi của Dương Bách Xuyên tăng lên có thể ẩn giấu hơi thở của chính mình, anh cũng mới phát hiện chuyện này vào đêm qua. Vì vậy hôm nay đến đây anh đã ẩn giấu hơi thở của bản thân, ở trong mắt võ cổ giả khác, anh chỉ là một người bình thường. Sau khi quan sát một lượt, Đoan Mộc Lôi không phát hiện điểm đặc thù của võ cổ giả trên người Dương Bách Xuyên, chỉ có thể từ bỏ. Nhưng Dương Bách Xuyên đã để lại ấn tượng rất sâu trong đầu ông ta. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên không lên tiếng đồng ý, Đoan Mộc Lôi lại mở miệng nói, Dương tiên sinh, chỉ cần hôm nay cậu bán viên phỉ thúy đế vương lục hình người này cho gia tộc Đoan Mộc, tôi có thể đưa tặng cậu một viên hóa thạch. Có lẽ Dương tiên sinh cũng nghe nói, hôm nay gia tộc Đoan Mộc chúng tôi sẽ xuất hiện một đám nguyên thạch đặc thù, chính là hóa thạch chân quý. Dương Bách Xuyên động tâm, tối hôm qua Vương Mạc Sinh đã nói tin tức lần này gia tộc Đoan Mộc có trong tay một đám nguyên thạch đặc thù. Hơn nữa cũng chính đám nguyên thạch đặc thù này mới hấp dẫn các võ cổ giả từ các nơi. Không nghĩ đến nó lại là hóa thạch. Suy nghĩ một lúc, Dương Bách Xuyên cảm thấy mục đích tiếp xúc với Đoan Mộc Lôi đã hoàn thành, hơn nữa có thể bán được phỉ thúy đế vương lục hình người với giá 1.5 tỷ đô la, còn được Đoan Mộc Lôi đồng ý đưa tặng một viên hóa thạch, lần mua bán này quá lời. Nhưng anh vẫn nói, tôi muốn hai viên hóa thạch, chính tôi sẽ chọn lựa. Đồng ý thì tôi sẽ đồng ý đợt mua bán này, không biết Đoan Mộc tiên sinh nghĩ sao. Mặc dù không biết cái gì là hóa thạch, nó có chỗ kỳ lạ nào, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn muốn trả giá. Ha ha, Dương tiên sinh cũng là người có tính tình, được, tôi đồng ý, đợi lát nữa tôi sẽ dẫn cậu đi chọn lựa. Đối với Đoan Mộc Lôi chuyện này không phải chuyện gì lớn, chỉ nhiều thêm một viên, cộng thêm muốn tự chọn mà thôi. Dù sao hóa thạch chỉ là hóa thạch, không có gì huyền bí cả. Để chính Dương Bách Xuyên chọn lựa cũng không sao. Bán một phỉ thúy đế vương lục với giá 1.5 tỷ cho gia tộc Đoan Mộc, làm trong mắt của tất cả mọi người trong sân biến thành màu đỏ sẫm. Đối với Dương Bách Xuyên, đợt mua bán này rất lời, còn thừa một khối nguyên thạch, anh cũng không chuẩn bị cắt ngay. Mục đích đã đạt được, tiềm cũng đã kiếm được, không cần thiết cắt tiếp. Dặn dò Thanh Tước cầm 16 viên nguyên thạch còn lại chuẩn bị vận chuyển mang đi. Mang đi 16 viên nguyên thạch, Dương Bách Xuyên tin tưởng giá trị của chúng vượt xa 1.5 tỷ, nhưng cũng không muốn bán đi, anh muốn mang về cho người của Vân Môn tu luyện. Mặc dù linh khí trong những viên nguyên thạch đó kém hơn linh thạch chân chính, nhưng bên trong cũng ẩn chứa linh khí trời đất, dù sao còn nhanh hơn hấp thu đả tọa. Rất nhiều người theo dõi 16 viên nguyên thạch còn lại của Dương Bách Xuyên, mang theo tâm tư khác nhau. Thủ đoạn Dương Bách Xuyên dùng để mở ra hai viên phỉ thúy cao cấp không thể không làm người liên tưởng đến anh có phương pháp độc đáo phân biệt nguyên thạch. Hơn nữa vừa rồi còn mua bán thu về 1.5 tỷ đô la, đủ để cho một vài người bí quá hóa liều. Trong sân, cho dù là người bình thường của tập đoàn tài chính, hoặc võ cổ giả đều coi Dương Bách Xuyên là một con dê béo. Nếu không phải đây là địa bàn của gia tộc Đoan Mộc, có rất nhiều người đã ra tay cướp từ lâu. Dương Bách Xuyên không quan tâm đến tâm tư của những người này, lúc này anh đang đi theo phía sau Đoan Mộc Lôi, đi vào một khu vực khác trong đại sảnh, đi đến trước một cánh cổng lớn. Anh đi theo Đoan Mộc Lôi chọn lựa hóa thạch, làm 6 người thanh tước và Hướng Hoa đi làm công tác vận chuyển nguyên thạch, chỉ dẫn theo Độc Cô Vô Tình. Đi vào trước cổng lớn, Đoan Mộc Lôi nhập mật mã điện tử, cổng lớn mở ra, nói với Dương Bách Xuyên, Dương tiên sinh, mời vào. Lần này hóa thạch được để ở đại sảnh bảo vệ. Chờ lát nữa, sau khi cậu chọn xong cũng sẽ đem chúng đi bán đấu giá. Cảm ơn, sau khi nói lời cảm ơn, anh và Độc Cô Vô Tình đi theo Đoan Mộc Lôi vào đại sảnh. Ở ngoài cửa đã có 4 tên ám kình tầng 5 canh gác. Toàn bộ đại sảnh bảo vệ nhỏ hơn đại sảnh bên ngoài rất nhiều, diện tích chỉ có 200 mét vuông. Trên kệ thủy tinh được đặt hơn 20 viên. Là những cục đá màu xám to bằng nắm tay, mặt trên có cuốn vân giống hoa văn, nhìn qua rất thần bí. Đoan Mộc Lôi lấy ra một chìa khóa điều khiển từ xa từ trong túi,
ấn xuống kệ thủy tinh. Tích tích sau hai tiếng vang, kệ thủy tinh tự động mở ra. Lúc này Đoan Mộc Lôi nói với Dương Bách Xuyên, Dương Bách Xuyên chọn đi, chúng tôi cũng không biết những hóa thạch đó là gì, nhưng chuyên gia giám định nói nó là hóa thạch thời viễn cổ cùng loại với trứng khủng long. Mời lựa chọn hai viên, còn nó có tác dụng với cậu không thì tôi không biết. Đoan Mộc Lôi nói những lời này để thử, bởi vì ông ta biết trong hóa thạch có một loại năng lượng có thể tăng lên nội lực của võ cổ giả, vì vậy nói câu không biết có tác dụng với cậu hay không để thử Dương Bách Xuyên. Nếu Dương Bách Xuyên trả lời hữu dụng, vậy anh sẽ không thoát được quan hệ với võ cổ giả. Tất nhiên lần thử này có thể không, hoàn toàn chỉ xuất phát từ tò mò. Chỉ cần Dương Bách Xuyên không gây chuyện trên địa bàn của gia tộc Đoan Mộc, ông ta không quan tâm Dương Bách Xuyên có phải võ cổ giả hay không. Dương Bách Xuyên cũng không khách khí, đi lên phía trước quan sát, nhìn xem mấy viên hóa thạch tròn tròn này có gì đặc biệt. Thả linh thức ra xem xét. Thật sự phát hiện trong mấy viên hóa thạch này truyền đến sự dao động của linh khí, nhưng vô cùng mỏng manh. Thậm chí linh khí dao động trong vài viên hóa thạch còn không mạnh bằng linh khí dao động bên trong nguyên thạch anh lựa chọn. Còn lại cũng không có gì đặc biệt. Nhưng ngay sau đó, Dương Bách Xuyên lại bị chấn động, linh thức của anh không hề phát hiện chỗ đặc biệt nào, nhưng cánh tay trái lại bắt đầu nóng lên. Bên tay trái nóng lên, chỉ có Hồ Càn Khôn. Lần đầu tiên khi anh tiếp xúc với linh thạch, Hồ Càn Khôn đã từng nóng lên một lần, sau đó hấp thu xong linh khí của một viên linh thạch trung phẩm, tiếp theo thì không gian trong Hồ Càn Khôn thăng cấp. Không lẽ, Hồ Càn Khôn lại muốn thăng cấp, hóa thạch nơi này có năng lượng Hồ Càn Khôn cần? Dương Bách Xuyên tự hỏi trong lòng. Lần trước sau khi Hồ Càn Khôn hấp thu linh thạch đã không phát sinh biến hóa gì nữa. Sau đó anh lấy được hai viên linh thạch từ tay của hai chị em nhà họ Lục. Hồ Càn Khôn cũng không tranh đoạt hấp thu. Điều này đã từng làm cho Dương Bách Xuyên hoài nghi, có phải hay không mỗi lần thăng cấp Hồ Càn Khôn yêu cầu năng lượng gấp bội, hoặc nói cách khác cần lực lượng với cấp bậc càng cao. Bây giờ Hồ Càn Khôn trên cánh tay trái lại nóng lên làm Dương Bách Xuyên vô cùng kích động. Nếu có thể làm Hồ Càn Khôn thăng cấp một lần, anh còn vui mừng hơn kiếm được 10 tỷ. Bởi vì thần hồn của sư phụ ở trong Hồ Càn Khôn, lần trước vì thu phục hai chị em nhà họ Lục, thần hồn của sư phụ đã hao tổn rất nhiều, hoàn toàn chìm vào ngủ say. Nếu Hồ Càn Khôn có thể thăng cấp, có lẽ sẽ có chút trợ giúp cho thần hồn của sư phụ. Tất nhiên có thể thăng cấp hay không cũng chỉ là suy đoán tâm lý của Dương Bách Xuyên, nhưng anh rất rõ ràng, có thể làm Hồ Càn Khôn nóng lên, chắc chắn là thứ tốt. Cũng không biết là viên nào trong những viên hóa thạch kia. Áp chế kích động. Dương Bách Xuyên không có biểu tình gì, đi quan sát một lượt. Khi đi đến viên hóa thạch thứ 10, cánh tay trái càng ngày càng nóng lên, Dương Bách Xuyên cảm giác hình như Hồ Càn Khôn rất hưng phấn. Nhìn qua viên hóa thạch thứ 10 không có gì khác các viên hóa thạch khác, đều là màu xám, có cái đầu tròn xoe. Chắc khác nhau ở lực lượng bên trong. Bây giờ Dương Bách Xuyên đang ở đây, anh cũng không tiện cầm lên quan sát, chẳng may Hồ Càn Khôn hấp thu tại chỗ. Bị Đoan Mộc Lôi phát hiện bí mật về Hồ Càn Khôn thì sẽ không xong. Chỉ vào viên hóa thạch thứ 10, nói với Đoan Mộc Lôi, Đoan Mộc tiên sinh, tôi muốn viên hóa thạch này. Đoan Mộc Lôi nhìn thoáng qua viên hóa thạch thứ 10 không khác gì với các viên hóa thạch khác, gật đầu cười nói, Dương tiên sinh cứ lấy đi. Vô tình, cất đi. Dương Bách Xuyên cố nén sự hưng phấn, gỡ ba lô xuống đưa cho cô, để cô cất bảo ba lô, sau đó tiếp tục lựa chọn viên thứ 2. Đi xong một vòng, Hồ Càn Khôn cũng chỉ phản ứng với viên thứ 2, còn lại thì không có phản ứng nào khác. Sau đó tùy tiện lựa chọn một viên có nhiều linh khí. Hoàn thành chọn lựa hóa thạch, Dương Bách Xuyên đi đến hỏi chuyện chính, nói thẳng với Đoan Mộc Lôi, Đoan Mộc tiên sinh, tôi có một nghi vấn, không biết ngài có thể giải thích nghi hoặc của tôi không? Dương tiên sinh cứ nói, Đoan Mộc Lôi cười nói. Không biết gia tộc Đoan Mộc Thành Dương ở Hoa Hạ có phải chi nhánh của gia tộc Đoan Mộc nước Nam các người hay không? Dương Bách Xuyên nói xong nhìn chằm chằm ánh mắt của ông ta. Ánh mắt của Đoan Mộc Lôi biến đổi, nhìn Dương Bách Xuyên, trầm giọng nói, vì sao Dương tiên sinh lại hỏi vậy? Đoan Mộc Lôi cũng nhìn thẳng vào Dương Bách Xuyên, không biết ý của anh là gì. Gia tộc Đoan Mộc Thành Dương ở Hoa Hạ cũng không phải là chi nhánh của gia tộc Đoan Mộc ở nước Nam, ngược lại là gia tộc Đoan Mộc dòng chính. Ở trong mắt người ngoài nó lại là chi nhánh.
Đại gia chủ của gia tộc Đoan Mộc hiện tại là người Hoa Hạ, chẳng qua gia tộc Đoan Mộc chuyển rời cơ nghiệp sang nước Nam. À thì ra là vậy. Tôi có một vị trưởng bối đi lạc 18 năm trước, có người nhìn thấy lần cuối bà ấy xuất hiện ở gia tộc Đoan Mộc Thành Dương, sau đó biến mất theo gia tộc Đoan Mộc. Không biết Đoan Mộc tiên sinh có biết tình hình của gia tộc Đoan Mộc Thành Dương ở Hoa Hạ hay không, tôi cũng chỉ vì muốn tìm kiếm trưởng bối của tôi, mong tiên sinh bỏ qua cho. Dương Bách Xuyên nói. Đoan Mộc Lôi nghe thì ra là hỏi thăm người, 18 năm trước Mạch Chính trở về, mang theo không ít người, liền hỏi nói, vị trưởng bối này của cậu tên gì? Mộc Uyển, sau khi Dương Bách Xuyên nói ra tên của mẹ, trong lòng rất khẩn trương. Đoan Mộc Lôi nhớ lại những người đi theo gia chủ đến nước Nam 18 năm trước, bên trong hình như không có ai họ Mộc, lắc đầu nói, Dương tiên sinh, trong gia tộc Đoan Mộc chúng ta có một gia tộc họ Mộc phụ thuộc. 18 năm trước có rất nhiều người đến từ Thành Dương, nhưng không ai tên là Mộc Uyển. Trong lòng của Dương Bách Xuyên rất mất mát, âm thầm tự hỏi, không có ư hoặc là bà ấy đã chết từ 18 năm trước, có phải hay không bị người của gia tộc Đoan Mộc giết, hay xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng anh vẫn chưa có ý định từ bỏ, hỏi, Đoan Mộc tiên sinh, ngài có thể hỏi thăm hộ tôi xem 18 năm trước, trong những tộc nhân Đoan Mộc từ Thành Dương đến nước Nam có người nào tên là Mộc Uyển hay không? Đoan Mộc Lôi nhìn ra Dương Bách Xuyên rất căng thẳng, thầm nghĩ xem ra người tên Mộc Uyển vô cùng quan trọng với Dương Bách Xuyên. Đoan Mộc Lôi cho rằng Dương Bách Xuyên hẳn là con cháu một gia tộc lớn nào đó ở Trung Quốc, nhân vật kiểu này chắc chắn rất có địa vị ở Trung Quốc, không phải là không thể kết giao. Chuỗi sản nghiệp của gia tộc Đoan Mộc muốn tiến quân vào Trung Quốc, có thêm một người bạn Âu cũng là chuyện tốt. Có điều ông ta thật sự chưa từng nghe thấy cái tên Mộc Uyển, nhưng có thể hỏi thăm giúp Dương Bách Xuyên. Thế này nhé Dương tiên sinh, lát nữa tôi sẽ điều tra thử, nếu có tin tức thì tôi sẽ báo cho cậu. Vậy thì cảm ơn Đoan Mộc tiên sinh. Hiện tại Dương Bách Xuyên chỉ có thể tỏ ra tin lời Đoan Mộc Lôi, anh cũng không biết ông ta thật sự không biết đến sự tồn tại của Mộc Uyển hay là giả vờ không biết. Anh dự tính cứ chờ xem đã, nếu không được thì trực tiếp đến nhà Đoan Mộc. Hai người nói chuyện một hồi rồi ra khỏi đại sảnh bảo vệ. Lúc này Dương Bách Xuyên phát hiện ra mấy hơi thở mang nội lực mạnh mẽ tập trung ở bên ngoài, dường như đang vô tình hay cố ý theo dõi anh. Dương Bách Xuyên đảo mắt nhìn đám đông, nhận thấy đa số những ánh mắt này đều đổ dồn vào anh. Anh thoáng suy nghĩ là biết tiền bạc dụ lòng người. Anh giao dịch với Đoan Mộc Lôi 1,5 tỷ, hơn nữa vẫn còn 16 nguyên thạch. Trong mắt một số người, đó là một khối tài sản hết sức hấp dẫn. Anh thầm cười khẩy trong lòng, chỉ mong các người đừng có mưu đồ gì. Sau khi Đoan Mộc Lôi đảm bảo sẽ trả lời trong vòng 3 ngày, về cơ bản Dương Bách Xuyên đã đạt được mục đích, chuẩn bị rời đi. Lúc đổ thạch anh đã đoán được gia tộc Đoan Mộc sẽ ra tay. Anh gọi điện cho Thanh Tước, biết rằng cô ấy đã giải quyết xong vấn đề vận chuyển, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Dương Bách Xuyên định đi tìm họ, cứ rời khỏi đây trước rồi tính tiếp. Trên đường đi anh phát hiện rất nhiều võ cổ giả đang quan sát mình, hơn nữa trong đó có ít nhất 4 hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, có lẽ thấp nhất cũng là võ cổ giả ám kình tầng 9 giai đoạn giữa. Mặc dù bây giờ anh không sợ võ cổ giả mạnh, nhưng không thể đối kháng lại nhiều người. Và lại đang ở nơi đất khách quê người bị người ta theo dõi cũng là chuyện phiền phức. Trong điện thoại Thanh Tước nói rằng họ đang chờ ở cổng sau tòa nhà giao dịch, xem mà thị trường đổ thạch đã sắp xếp sẽ rời đi từ cổng sau, đây cũng là một biện pháp an toàn. Khi Dương Bách Xuyên tới cửa sau, anh lập tức nhận thấy mấy võ cổ giả có hơi thở vô cùng mạnh mẽ xuất hiện. Anh đảo mắt nhìn quanh một vòng nhưng không thấy ai. Trong linh thức có đường kính 27 mét cũng không phát hiện thấy gì, nhưng trực giác của anh sẽ không sai. Người tu chân có tu vi càng cao thì cảm ứng vô thức càng mạnh, có thể nói là dự báo được nguy hiểm. Mấy hơi thở lúc nãy rất mạnh, chắc là của võ cổ giả ám kình tầng 9 giai đoạn sau. Tuy hiện tại tu vi của anh đã tăng mạnh, đạt đến luyện khí kỳ tầng 8 đỉnh phong. Nhưng nếu như đối mặt với mấy võ cổ giả ám kình tầng 9 giai đoạn sau thì anh không nắm chắc phần thắng, dù sao anh cũng chưa chân chính tiếp xúc với họ. Ngay cả Độc Cô Vô Tình cũng phát hiện ra chuyện này, bèn nói với Dương Bách Xuyên, tiên sinh, tôi cứ cảm thấy chúng ta bị theo dõi. Đúng vậy, tôi vừa cảm nhận được có ít nhất 4 hơi thở mạnh mẽ thoáng xuất hiện rồi biến mất. Có lẽ tiền bạc dụ lòng người, chúng ta rời khỏi đây trước rồi tính.
Dương Bách Xuyên vừa nói với Độc Cô Vô Tình vừa bước nhanh hơn. Sau khi hai người tập hợp với đám thanh tước, cả nhóm lên xe nhanh chóng rời đi. Thị trường giao dịch chuẩn bị hai chiếc xe, một chiếc chở 16 nguyên thạch, chiếc xe còn lại là Việt Dã dáng dài cho người ngồi. Dương Bách Xuyên và Độc Cô Vô Tình lên thẳng chiếc xe chở nguyên thạch, cộng với tài xế Bạch Lang và phiên dịch Hướng Hoa là 4 người một xe. Thanh Thước và những người khác lên chiếc xe thứ hai. Không cần Dương Bách Xuyên thúc giục, mọi người đều hiểu thu hoạch ngày hôm nay có ý nghĩa như thế nào, mau chóng rời đi mới là sự lựa chọn tốt nhất. Mọi giao dịch đã hoàn thành, hai chiếc xe lao đi như bay. Ai nấy đều biết rằng hôm nay bọn họ quá nổi bật, bị người ta chú ý là chuyện rất bình thường. Bây giờ bọn họ chỉ hy vọng nhanh chóng rời khỏi thị trường giao dịch đổ thạch. Tuy nhiên, Bạch Lang vừa lái xe ra ngoài thì nghe thấy giọng Thanh Thước vang lên trong tai nghe, Bạch Lang báo cho Dương Tiên Sinh biết chúng ta bị theo dõi, có ít nhất 4 nhóm người. Bây giờ cần phải đến cứ điểm An Châu, không thể về khách sạn. Được, Bạch Lang trả lời ngắn gọn. Anh ta quay đầu định báo cáo, song Dương Bách Xuyên đã gật đầu nói, nghe theo Thanh Thước sắp xếp đi. Anh cực kỳ thính tai, tất nhiên nghe thấy cuộc đối thoại giữa Thanh Thước và Bạch Lang. Thời điểm này Dương Bách Xuyên lựa chọn tin tưởng Thanh Thước và đội của cô ấy, dù sao bọn họ cũng am hiểu Nam Quốc, và lại anh nghe ra bọn họ có cứ điểm ở An Châu. Đội Thanh Thước đi trước mở đường. Sau khi phát hiện bị mấy chiếc xe theo dõi, bọn họ chỉ có thể tăng tốc chạy đến cứ điểm An Châu, đến đó sẽ có đồng nghiệp hỗ trợ. Dương Bách Xuyên cũng phát hiện ra có 3 chiếc xe bám theo. Cho dù bọn anh cắt đuôi thế nào đối phương vẫn theo sát. Điều này khiến anh phải nhíu mày. Nếu nơi này không phải phố xá sầm uất thì anh tuyệt đối sẽ không chạy. Tạm gác lại chuyện nhóm Dương Bách Xuyên rời đi bị theo dõi. Lúc này tại đại sảnh đổ thạch trên tầng 3 của gia tộc Đoan Mộc Lôi đang cung kinh phục vụ chủ gia tộc Đoan Mộc Hành Thiên. Mấy ngày nay, bởi vì lô hóa thạch đặc biệt kia thu hút võ cổ giả và thiên tỉnh giả các nơi kéo nhau đến thị trường đổ thạch của gia tộc Đoan Mộc Hành Thiên sợ xảy ra hỗn loạn nên đến xem thử. A Lôi, có xảy ra hỗn loạn gì không? Đoan Mộc Hành Thiên vừa uống trà vừa hỏi Đoan Mộc Lôi. Thưa ông chủ, xem như tất thảy vẫn bình thường. Đoan Mộc Lôi trả lời. Đoan Mộc Hành Thiên đang định uống trà bỗng nhíu mày, đặt tách trà xuống rồi chất vấn, bình thường là bình thường. Thế nào là coi như bình thường? Hôm nay xuất hiện một chàng trai tên là Dương Bách Xuyên đến từ nội địa, có lẽ là con cháu một gia tộc lớn nào đó. Cậu ta mua một lèo 800 triệu đô la nguyên thạch, sau đó cắt ra phỉ thúy băng chủng cao cấp và một khối đế vương lục lão khanh chủng hình người. Cuối cùng tôi mua lại phỉ thúy đế vương lục với giá 1 tỷ rưỡi. Đoan Mộc Lôi nhìn Đoan Mộc Hành Thiên và cẩn thận giải thích, rất sợ ông chủ trách mình tiêu tốn 1 tỷ rưỡi. Dù sao đây cũng là số tiền không nhỏ. Tuy nhiên, Đoan Mộc Hành Thiên trầm ngâm giây lát rồi cất lời, đế vương lục to cỡ nào mà đáng để ông tiêu tốn 1 tỷ rưỡi. Cao 1m2, hơn nữa nó có hình người tự nhiên. Lý Mục đã giám định, Đoan Mộc Lôi vội vã trả lời. Cao 1m2, 1 tỷ rưỡi xem như nhặt được của hời rồi. Tốt lắm, rốt cuộc Đoan Mộc Hành Thiên cũng nở nụ cười. Ông ấy nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp, Dương Bách Xuyên có thể cắt ra đế vương lục đúng là vận may ngút trời. Chưa hết đâu ạ, Dương Bách Xuyên chọn một lèo 18 tảng đá, còn dư 16 tảng chưa cắt. Tôi cảm thấy cậu ta là cao thủ đổ thạch, có lẽ trong 16 tảng đá còn lại đa phần đều sẽ có ngọc. Tôi đã cho người đi theo dõi. Trong mắt Đoan Mộc Lôi lóe lên tia sáng. Nghe ông ta nói vậy, Đoan Mộc Hành Thiên gật đầu hài lòng. Đương nhiên phải để mắt đến con dê béo mua hàng số lượng lớn chứ. Phỏng chừng hiện giờ Dương Bách Xuyên có thể rời khỏi Nam Quốc hay không cũng là một vấn đề. Cho dù gia tộc Đoan Mộc không đi chia chén canh này thì cũng có các thế lực khác để mắt đến Dương Bách Xuyên, hành động của Đoan Mộc Lôi hết sức bình thường. Đoan Mộc Hành Thiên cười ha hả, e là không chỉ có nhà chúng ta đi theo cậu ta đúng không? Đoan Mộc Lôi gật đầu, đúng vậy. Chúng tôi phát hiện có 4 nhóm người. Bao gồm lão già nhà thân đồ, tên quái gở người Thái Lan, hòa thượng dở Myanmar và một ninja Nhật Bản, đều là 4 cao thủ ám kình tầng 9 giai đoạn sau. Sau khi Dương Bách Xuyên rời đi, cả 4 người đều rời khỏi, không cần nghĩ cũng biết bọn họ đuổi theo Dương Bách Xuyên. 4 cao thủ đi đánh cướp, tên nhóc kia lành ít dữ nhiều, cho dù cậu ta là cao thủ ám kình tầng 9 đỉnh phong cũng toi đời. Đoan Mộc Hành Thiên thổn thức.
đây chỉ là mặt nổi thôi, chưa kể có không biết bao nhiêu người bí mật đi theo. Dù sao 16 tảng đá Dương Bách Xuyên chưa cắt rất có thể cũng là nguyên thạch có ngọc. Đây là một vụ làm ăn lớn, ông chủ có muốn có chen chân không? Đoan Mộc Lôi đưa ra lời đề nghị, nói xong lại bổ sung, về phần Dương Bách Xuyên, tôi phát hiện thấy cậu ta không có tí nội lực nào, hoàn toàn là một người bình thường. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là lúc nhìn vào mắt cậu ta, tôi cảm thấy ánh mắt cậu ta sâu thăm thẳm, trong mắt có tinh thần hội tụ rất giống cao thủ võ cổ, nhưng không nhìn ra điểm đặc biệt. Thật kỳ lạ. Đoan Mộc Hành Thiên lắc đầu, trước tiên cứ cử người theo dõi rồi tính tiếp. Cao thủ tề tựu, chúng ta không chiếm được hời đâu. Và lại đang ở trên địa bàn của chúng ta, nếu truyền ra ngoài thì khó nghe lắm. Đoan Mộc Lôi gật đầu, vâng, tôi sẽ cho người theo dõi cậu ta gắt gao, nếu có biến cố thì chúng ta lén ra tay. Nói đến đây, Đoan Mộc Lôi đột nhiên nhớ ra Dương Bách Xuyên từng hỏi chuyện mười mấy năm trước một chi nhà ông chủ di dân từ thành phố Dương Trung Quốc đến Nam Quốc, và người phụ nữ tên là Mộc Uyển. Ông ta nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn nên nói ra chuyện này, dù sao chuyện mười mấy năm trước một chi nhà ông chủ di dân cũng rất bí mật, không có nhiều người biết, vậy mà Dương Bách Xuyên lại biết, nói không chừng trong này có thông tin hữu dụng đối với ông chủ. Đoan Mộc Lôi sắp xếp lại ngôn từ rồi nói, thưa ông chủ, còn một chuyện nữa về Dương Bách Xuyên, tôi cảm thấy cần phải báo cho ngài. Chuyện gì? Đoan Mộc Hành Thiên bưng tách trà lên uống, đồng thời cất tiếng hỏi. Hôm nay trước khi Dương Bách Xuyên đi, cậu ta đã hỏi tôi chuyện hơn 10 năm trước một chi nhà ngài chuyển khỏi thành phố Dương, nói cái gì mà năm đó cậu ta có một vị trưởng bối mất tích sau khi nhà Đoan Mộc rời thành phố Dương. Sau đó cậu ta hỏi tôi là nhà chúng ta có một người phụ nữ tên Mộc Uyển hay không? Đoan Mộc Lôi còn chưa nói xong, tách trà trong tay Đoan Mộc Hành Thiên đã rơi bột xuống đất vỡ toang. Hơn nữa, ông ấy còn đứng phát dậy nói, Mộc Uyển là tên của con bé Uyển Nhi số khổ dùng hơn 10 năm trước, Đoan Mộc Uyển Nhi cũng chính là Mộc Uyển. A Lôi, mau nói xem chàng trai kia có giống Trương Tư Minh không? Đoan Mộc Hành Thiên vô cùng kích động, dọa Đoan Mộc Lôi giật mình. Sau khi tỉnh táo lại, ông ta vội vàng trả lời, thưa ông chủ. Ở đây có ảnh chụp màn hình camera giám sát Dương Bách Xuyên. Đoan Mộc Lôi vừa nói vừa bật máy tính, mở ảnh chụp Dương Bách Xuyên xuất hiện trong đại sảnh từ camera giám sát rồi cho Đoan Mộc Hành Thiên xem một bức ảnh rất rõ nét. Khi Đoan Mộc Hành Thiên nhìn thấy dáng vẻ của Dương Bách Xuyên trong màn hình, toàn thân ông ấy run lên, ngón tay run rẩy chỉ vào màn hình, giống. Giống, giống quá, quá giống Uyển Nhi. Lúc này Đoan Mộc Lôi nhìn thấy trong đôi mắt già nua của ông chủ Đoan Mộc Hành Thiên rưng rưng nước mắt, toàn thân run lên vì kích động. Ông ta không hiểu ra sao, bèn hỏi, ông chủ. Phải chăng Dương Bách Xuyên có quan hệ gì với cô chủ? Nghe Đoan Mộc Lôi hỏi vậy, Đoan Mộc Hành Thiên như sực tỉnh khỏi cơn mơ. Sau khi tỉnh táo lại, ông ấy cuống cuồng ra lệnh, mau đi cùng tôi, đi tìm Dương Bách Xuyên. Còn nữa, thông báo cho tất cả ám kình trên tầng 5 mau tới đây, nhanh lên. Lúc nói câu cuối cùng, Đoan Mộc Hành Thiên gần như là gào lên, ngay sau đó đã biến mất ở cửa. Tuy Đoan Mộc Lôi không rõ chuyện gì, nhưng cũng đoán được ông chủ mất kiểm soát như vậy có liên quan đến Dương Bách Xuyên. Ông ta vội vàng đuổi theo. Vài chiếc xe bám chặt không buông hai chiếc xe của Dương Bách Xuyên và đám người thanh tước, 4-50 phút sau chạy xe ra thị trấn, vào núi. Dựa theo lời nói của Bạch Lang, cứ điểm ở vùng ngoại ô của thị trấn nhỏ. Đi qua núi 3 km, chỉ cần đi đến trấn nhỏ là có thể có chi viện. Dương Bách Xuyên gật đầu, thường xuyên quay đầu quan sát mấy chiếc xe phía sau. Đột nhiên phía trước vang lên một tiếng nổ lớn. Xe được phanh gấp lại, làm đầu của Dương Bách Xuyên va vào phía trước, trong lòng bùng nổ cơn giận. Bên tai vang lên âm thanh khẩn trương của Bạch Lang, tiên sinh, nhanh xuống xe đi, không đi được nữa. Vừa nói chuyện, trong tay Bạch Lang vừa cầm một khẩu súng lục. Mở cửa xe đi xuống cảnh giác. Lúc này Dương Bách Xuyên cũng nhìn thấy được phía trước xuất hiện mấy ngọn lửa hình nấm, đoạn đường phía trước đã bị người cho nổ thành một hố to. Dặn dò Độc Cô Vô Tình, nói, Vô Tình, bảo vệ hai người bọn họ. Nói xong cũng đẩy cửa xe đi xuống. Tiên sinh, yên tâm, Độc Cô Vô Tình trả lời rồi quay sang bảo Hướng Hoa xuống xe. Lúc này, 4 chiếc xe đuổi theo không bỏ cũng đã đi đến rất gần, chỉ cách 20 mét. Sau khi xuống xe, Dương Bách Xuyên nhanh chóng đi xuống xe sau bẻ gãy khóa của xe vận chuyển hàng hóa, phất tay, đưa nguyên thạch trong thùng xe vào trong không gian của Hồ Càn Khôn.
nhân lúc hỗn loạn sẽ không gây chú ý. Sau đó đi tiếp đón ba người Bạch Lang và Độc Cô Vô Tình, Hướng Hoa, làm ba người đi lại gần chỗ thanh tước. Khi đi đến chỗ thanh tước, trong tay bốn người thanh tước đều cầm các loại súng ống, liên tục nổ súng về đoạn đường phía trước. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên lại đây, sắc mặt của thanh tước vô cùng ngưng trọng, nói tiên sinh, đối phương có chuẩn bị đến, chúng ta cần bỏ xe đi vào núi. Dù sao nguyên thạch cũng đã được thu vào không gian hồ Càn Khôn, không còn gì quan trọng nữa, Dương Bách Xuyên gật đầu nói, được, mấy người lui trước đi, tôi sẽ theo sau. Nói xong, quay đầu nói với Độc Cô vô tình bảo vệ tốt bọn họ, em đi trước đi. Tiên sinh, cẩn thận, Độc Cô Vô Tình biết giá trị vũ lực của Dương Bách Xuyên mạnh cỡ nào, không nhiều lời xoay người đi vào rừng cây nhỏ phía triền núi. Ngược lại thanh tước lại rất khẩn trương, tiên sinh, chức trách của chúng tôi không chỉ dẫn đường cho các ngài, còn bảo vệ an toàn của các ngài nữa. Ngài dẫn người của mình đi trước đi, chúng tôi cản phía sau. Ở trong mắt đám người thanh tước, Dương Bách Xuyên là loại người không có sức chiến đấu. Lúc này nghe được Dương Bách Xuyên nói muốn cản phía sau, trong lòng cô vô cùng khó chịu. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, nhìn đám người thanh tước, hiển nhiên hiểu rõ trong mắt bọn họ anh chính là một tay mơ. Cũng không cãi cọ với mấy người bọn họ, đột nhiên vung một đấm vào chiếc xe hơi bên cạnh. Một chiếc xe Việt giã nặng ít nhất 4-5 tấn bị Dương Bách Xuyên đánh bay ra xa 3 mét. Đúng lúc này, bên cạnh mấy người vang lên tiếng súng dày đặc, đoàng đoàng đoàng. Đám người thanh tước cũng thấy được thực lực của Dương Bách Xuyên, đột nhiên cô nhớ đến trong giấy chứng nhận của Dương Bách Xuyên có ghi anh là thành viên của Thần Long Đàm thần bí nhất Hoa Hạ. Thần Long Đàm là một tổ chức siêu nhiên. Nghĩ đến đây, thanh tước liếc nhìn Dương Bách Xuyên một cái, nói tiên sinh cẩn thận, chúng tôi giúp trước. Sau khi nói xong mang người vọt vào rừng cây nhỏ. Dương Bách Xuyên ẩn mình sau chiếc xe Việt giã, thả linh thức ra, lấy anh làm trung tâm. Tất cả mọi thứ trong bán kính 27 mét đều xuất hiện trong đầu anh. Linh thức của anh phát hiện ba tên cao to cầm súng, đi vào trong phạm vi linh thức. Khóe miệng cong lên, nhặt lên ba viên đá dưới đất, trở tay ném thẳng vào ba tên to cao vạm vỡ. Sau ba tiếng kêu rên, ba người ngã xuống đất. Là ba tên quân nhân nước Nam bình thường, có lẽ là người của thế lực nào đó ở nước Nam. Dù sao anh không gì ưa đám con khỉ nước Nam này, giết thẳng tay. Ngay sau đó bên tai anh vang lên tiếng xé gió, vội vàng lắc mình. Leng keng. Vừa tránh thoát, phát hiện là một thanh đao ngắn cắm thẳng vào toa xe. Là cao thủ võ cổ. Nheo mắt lại, thấy một ông già xuất hiện, đứng cách anh hơn 20 mét. Ông ta tầm hơn 50, dùng đôi mắt đen ngòm nhìn chằm chằm anh. Bốn mắt nhìn nhau, ông ta nở nụ cười quái gở, nói, nhóc con, để lại tài sản trên người mày, tao sẽ thả cho mày một con đường sống. Ông ta dùng tiếng Hoa Hạ để nói. Nở nụ cười độc ác, ông ta đi đến chỗ Dương Bách Xuyên. Ở trong linh thức, Dương Bách Xuyên phát hiện ông ta là một võ cổ giả ám kình tầng 9 hạ đoạn. Nghe thấy ông ta nói chuyện, Dương Bách Xuyên cười, lật tay, trong tay xuất hiện một tấm thẻ kim cương, cười ha ha, nói với ông ta, đây chính là 1.5 tỷ đô la, có bản lĩnh lại đây lấy. Kiêu ngạo, ông ta lạnh lùng hừ một tiếng, bước nhanh hơn. Chạy như điên về phía Dương Bách Xuyên, hai tay không ngừng múa may. Xoẹt xoẹt xoẹt. Từng thanh đao ngắn bay vụt đến chỗ Dương Bách Xuyên với góc độ vô cùng xảo quyệt. Nếu đổi thành trước ngày hôm qua, đối mặt với lưỡi đao xảo quyệt của lão già ám kình tầng 9 hạ đoạn này, Dương Bách Xuyên sẽ không thể tránh được, cho dù tránh thoát cũng sẽ rất chật vật. Nhưng bây giờ anh đã tăng lên 3 cấp, tu vi luyện khí kỳ tầng 8 đỉnh phong. Trong mắt anh phi đao của ông ta giống như hình ảnh bị tua chậm lại trong phim ảnh. Sau khi tu vi tăng lên nhiều, lực lượng của linh thức cũng tăng theo. Dưới sự quan sát của linh thức, 5 chiếc đao ngắn bị ông ta ném đi giống như đồ chơi trẻ em. Thân thể tránh thoát 3 chiếc đao ngắn với tư thế không thể tưởng tượng, đối mặt với 2 chiếc phi đao còn lại, Dương Bách Xuyên nhảy lên xe, búng tay một cái, 2 tiếng leng keng vang lên, 2 chiếc phi đao bị bật ngược lại. Lúc này lão già cũng vọt đến trước mặt Dương Bách Xuyên, ông ta không ngờ đoàn đảo của mình đã bị bắn bay chỉ với một động tác búng tay của Dương Bách Xuyên, trong lòng chấn động. Đây chính là phi đao mang theo nội lực của võ cổ giả ám kình tầng 9, tên đó, vậy mà lại bắn bay giống như bắn bi. Trời ạ, đây là quái vật đến từ chỗ nào? Một phút trước, ông ta không hề cảm nhận được bất cứ hơi thở nào ở trên người của Dương Bách Xuyên,
cho rằng anh chỉ là một người bình thường, vì vậy không để Dương Bách Xuyên vào mắt. Nhưng bây giờ, sau khi thấy Dương Bách Xuyên phất tay một cái bắn bay đao ngăn của mình, ông ta biết đụng phải cao thủ, một cao thủ giả heo ăn thịt hổ. Nhưng đã quá muộn, bởi vì một quyền của Dương Bách Xuyên đã lao thẳng đến mặt của ông ta. Mặc dù trong lòng rất chấn động với thủ đoạn vừa rồi của Dương Bách Xuyên, nhưng ông ta vẫn có thể nghênh đón địch. Ông ta dùng hết nội lực trong người đánh vào nắm tay của Dương Bách Xuyên. Đùng, rắc, a. Ngay lập tức sắc mặt của ông ta biến đổi, ông ta cảm giác được nội lực to lớn vượt qua tưởng tượng của ông ta truyền đến từ cánh tay của Dương Bách Xuyên, toàn bộ cánh tay bị đứt thành từng khúc. A, ông ta gào thét thảm thiết giống như giết lợn. Cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng có hiểu biết rõ ràng về thực lực của bản thân, vừa rồi anh mới sử dụng 7 phần chân khí, lại phát hiện có thể đè ép lão già ám kình tầng 9 hạ đoạn. Trong tiếng kêu thảm thiết của lão già, Dương Bách Xuyên trực tiếp dùng chân đá vào ngực ông ta. Rắc rắc. Ngay sau đó toàn bộ lồng ngực của ông ta bị vỡ nát, chết tại chỗ, thi thể bị đá bay ra xa 6 mét. Võ cổ giả ám kình tầng 9 bị hạ gục trong nháy mắt. Hai bên chiến đấu chỉ trong 3 phút. Sau khi giết chết lão già kia, Dương Bách Xuyên không để ý đến ông ta nữa, nheo mắt lại nhìn về phía trước. Anh phát hiện 4 hơi thở xuất hiện ở 4 hướng khác nhau, cố ý vô tình vây quanh anh. Ở trong mắt của Dương Bách Xuyên, trong 4 người này chỉ có một lão già tầm 60 tuổi để râu dê bình thường hơn một chút. 3 người khác, một người là bà già có thân thể to lớn săn chắc, diện mạo rất dị, mặc trang phục giống như người Thái Lan, hơn 40 tuổi, hình như có tô son, còn là màu đỏ như máu, nhìn có chút ghê tởm. Người thứ hai là một hòa thượng già đầu trọc, áo cà sa trên người cực kỳ rách nát lôi thôi, giống như ăn mày, trong tay cầm một cây pháp trượng đen nhánh. Cuối cùng là một tên Nhật Bản, trang điểm giống hệt như trong manga anime Nhật Bản, cả người bị bao vây trong bộ quần áo đen thui, chỉ để lộ ra hai mắt. 4 người đứng ở 4 hướng, nhìn qua có vẻ phòng bị lẫn nhau. Lúc này Dương Bách Xuyên cũng cẩn thận hơn, mặc dù vừa rồi anh đánh bại một tên võ cổ giả ám kình tầng 9 hạ đoạn trong nháy mắt, nhưng anh vẫn không dám thiếu cảnh giác với võ cổ giả ám kình tầng 9 thượng đoạn. Võ cổ giả cũng giống như người tu chân, càng về sau, sự khác biệt giữa các cấp bậc càng lớn, thực lực cũng sẽ tăng theo lần, thực lực giữa ám kình tầng 9 hạ đoạn và ám kình tầng 9 thượng đoạn khác nhau như trời với đất. Dương Bách Xuyên đánh giá 4 người, 4 người này cũng đang đánh giá anh. Mặc dù bị 4 cao thủ bao vây, nhưng Dương Bách Xuyên cũng không sợ hãi bọn họ, bây giờ anh đã có thực lực sánh ngang với võ cổ giả ám kình tầng 9 đỉnh phong. Nheo mắt lại, nói, 4 vị cũng đến đánh cướp. Dương Bách Xuyên nói trắng ra. Dứt lời, chỉ thấy phía sau mấy chiếc xe theo đuôi kia bước xuống mười mấy người đàn ông, đứng ở phía sau 4 cao thủ. Trong đó có một người đi lên, xem xét chiếc xe vận chuyển nguyên thạch của Dương Bách Xuyên, mở ra thùng xe, nhìn thấy bên trong không có đồ vật. Có người đi đến bẩm báo với lão già râu dê. Lúc này ông ta vung tay lên, để hơn 10 người đuổi theo hướng của đám thanh tước. Ngay sau đó, ông ta chậm rãi mở miệng, nói, nhóc con, cậu rất thẳng thắn. Nếu biết mục đích của chúng tôi, có phải hay không nên giao nguyên thạch trên người ra, hoặc là tài vật trên người cậu, lão phu đảm bảo sẽ không tổn thương đến tính mạng của cậu. Dương Bách Xuyên thấy ông ta nói tiếng Hoa Hạ, híp mắt nói, cũng không phải không thể, nhưng phải xem các người có bản lĩnh hay không. Lúc này, bà già kia mở miệng, nhưng bà ta vừa nói xong, suýt chút nữa khiến Dương Bách Xuyên nôn ra. Hừ, nhóc con, đừng tưởng giết được một tên phế vật ám kình tầng 9 hạ đoạn là kiêu ngạo, biết điều thì giao ra đây. Được rồi, lời nói của bà ta không có gù, dù sao cũng đều là lời nói đe dọa, nhưng điều làm Dương Bách Xuyên suýt chút nữa nôn ra là giọng nói của bà ta. Rõ ràng hình dáng là phụ nữ, há mồm còn có thể nói tiếng Hoa Hạ, nhưng âm thanh lại là giọng khàn khàn của đàn ông. Dừng ở trong tai của Dương Bách Xuyên, da gà da vịt nổi hết lên, không nhịn được buột miệng thốt ra, bê đê chết tiệt. Lão nhân yêu tức giận, hét lên, tìm chết. Dứt lời, lao về phía Dương Bách Xuyên, tốc độ rất nhanh, gần như trong chớp mắt đã đến cạnh Dương Bách Xuyên, duỗi tay nhắm thẳng vào tròng mắt của Dương Bách Xuyên, thủ đoạn độc ác âm hiểm. Dương Bách Xuyên không sợ chút nào, vận chuyển chân khí, giơ tay va chạm thẳng với nắm đấm của ông ta. Hai người va chạm vào nhau, phát ra một âm thanh nặng nề, một dòng khí dựng lên. Chỉ thấy lão nhân yêu kia đau đớn hô to một tiếng,
thân thể lùi ra xa 3 mét mới dừng lại. Dương Bách Xuyên đã có nắm chắc, anh cảm giác năng lực của chính mình hoàn toàn đè ép võ cổ giả ám kình tầng 9 thượng đoạn đỉnh phong. Nhưng ngay sau đó lại nghe được tên BD chết tiệt kia nói với ba người khác, thân đồ lão quỷ, hòa thượng dởm, Yamanokun, tên nhóc này rất cổ quái, bốn người chúng ta liên thủ bắt lấy nó, chia đều tài vật, thế nào? Lão nhân yêu vừa nói xong, sắc mặt của Dương Bách Xuyên biến đổi, anh có thể ứng phó được với một võ cổ giả ám kình tầng 9 đỉnh phong, nhưng đối mặt với sự liên thủ của bốn người, anh không chắc chắn. Dù sao võ cổ giả ám kình tầng 9 đỉnh phong đã đến rất gần sự tồn tại thần thoại bẩm sinh. Cùng liên thủ, nghe cũng được ha ha ha, người đầu tiên hưởng ứng ý kiến của lão nhân yêu chính là tên hòa thượng dởm. Cũng được, giết tên nhóc này trước rồi tính sau. Lão già dâu dê, cũng chính là thân đồ lão quỷ trong miệng lão nhân yêu cũng đồng ý. Người cuối cùng là Yamanokun cũng đồng ý nốt, phát ra tiếng cười quái gì, khặc khặc. Nhìn thấy bốn người muốn liên thủ, Dương Bách Xuyên bắt đầu ngưng trọng lên. Nhưng đúng lúc này, từ nơi xa truyền đến âm thanh vô cùng vang dội, nói, lão phu xem ai dám. Ngay cả Dương Bách Xuyên nghe thấy âm thanh này cũng ngẩng đầu nhìn về phía xa. Chỉ thấy trong tầm mắt xuất hiện ba chiếc xe gầm gào lao tới như thú dữ. Hiển nhiên âm thanh vừa rồi từ phạm vi ngoài trăm mét vọng tới. Có một cao thủ, Dương Bách Xuyên thầm nghĩ trong lòng. Không biết là địch hay bạn nhỉ? Mặc dù câu nói lão phu xem kẻ nào dám nghe giống như là cản trở. Nhưng Dương Bách Xuyên không dám bảo đảm có phải người đến sau muốn nuốt riêng miếng thịt béo bở là mình hay không. Anh không nói gì, chỉ híp mắt nhìn. Dù sao cũng đã có bốn cao thủ hàng đầu, anh không ngại có thêm một người. Chẳng mấy chiếc ba chiếc xe Việt dã đã dừng lại, cửa xe mở ra, một đám võ cổ giả xuống xe. Sức mạnh của bọn họ không yếu, thấp nhất cũng là ám kình tầng 5. Tất cả 15 người, người dẫn đầu là một ông lão khoảng 60 tuổi, cực kỳ khí thế. Ánh mắt sáng ngời, tràn đầy tinh thần, sắc bén như dao. Ông lão này cũng ám kình tầng 9 đỉnh phong giai đoạn sau. Bên cạnh ông ấy là hai ám kình tầng 9 giai đoạn giữa, trong đó còn có một người mà Dương Bách Xuyên quen biết, Đoan Mộc Lôi. Lúc này anh đã hiểu ra đám người này thuộc gia tộc Đoan Mộc, là thế lực đứng đầu giới võ cổ giả Nam Quốc. Không biết bọn họ đến hóng cái gì? Lẽ nào thật sự muốn nuốt riêng miếng thịt béo bở là mình đây? Dương Bách Xuyên vừa nghĩ vừa quan sát bốn người xung quanh. Anh thấy sau khi người của gia tộc Đoan Mộc xuất hiện, mặt cả bốn người kia đều biến sắc. Xem chừng bọn họ rất kiêng dè người của gia tộc Đoan Mộc. Dương Bách Xuyên không tài nào hiểu nổi. Bốn người đều có tu vi ám kình tầng 9 đỉnh phong giai đoạn sau, mà ông lão dẫn đầu gia tộc Đoan Mộc cũng là ám kình tầng 9 đỉnh phong giai đoạn sau, cho dù bên cạnh ông ấy có hai ám kình tầng 9 giai đoạn giữa đi chăng nữa cũng chẳng có lý do gì khiến bốn cao thủ hàng đầu kiêng dè như vậy mới phải. Nhưng thực tế đúng là như thế. Trong lúc Dương Bách Xuyên hãy còn nghi vấn, cuộc đối thoại giữa hai bên đã giải đáp nghi vấn của anh. Lão già thân đồ nhìn ông lão dẫn đầu gia tộc Đoan Mộc, lạnh lùng hừ mũi, Đoan Mộc Hành Thiên, thằng nhãi này đã ra khỏi địa bàn của gia tộc Đoan Mộc các ông rồi, nó sống hay chết chẳng liên quan gì đến nhà Đoan Mộc các ông đúng không? Hay là Đoan Mộc Hành Thiên ông cũng muốn chia một chén canh? Nếu đúng là như vậy thì không hợp quy tắc nhỉ? Tiếp đó, lão nhân yêu dõng dạc nói, phải đó. Tôi chưa từng nghe nói gia tộc Đoan Mộc các ông tốt bụng bảo vệ khách hàng về đến quê hương. Đoan Mộc Hành Thiên, tôi khuyên ông đừng đối địch với chúng tôi. A-di-đà Phật, Đoan Mộc thí chủ, nếu ông muốn nhúng tay thì phải nghĩ kỹ xem có thắng được bốn người chúng tôi hay không. Đừng quên chúng tôi có bốn người, còn đám binh tôm tướng cua của gia tộc Đoan Mộc các ông. Ha ha, so về nhiều người thì bốn bên chúng tôi cộng lại không thua gì gia tộc Đoan Mộc các ông đâu. Dứt lời hòa thượng dởm đưa ngón tay vào miệng huýt một tiếng sáo vang dội, tức thì xung quanh xuất hiện mười mấy võ cổ giả có sức mạnh không yếu, ít nhất cũng ở ám kình tầng 5. Còn tên ninja Nhật Bản kia thì vẫn im lặng, nhưng xem ra cũng chẳng phải đèn cạn dầu. Dương Bách Xuyên tiếp tục quan sát, anh cũng muốn nghe ông lão Đoan Mộc Hành Thiên của gia tộc Đoan Mộc sẽ trả lời như thế nào. Dương Bách Xuyên thoáng suy nghĩ. Từ tu vi của Đoan Mộc Hành Thiên và thái độ cung kính của người phụ trách thị trường đổ thạch Đoan Mộc Lôi có thể thấy ông ấy là người quyền cao chức trọng trong gia tộc Đoan Mộc. Nếu ông ấy là người quyền cao chức trọng trong gia tộc Đoan Mộc, Dương Bách Xuyên nghĩ rằng mình có thể hỏi thăm tin tức về mẹ. Trong lúc Dương Bách Xuyên đang chủ tính trong lòng,
rốt cuộc Đoan Mộc Hành Thiên cũng lên tiếng. Đoan Mộc Hành Thiên không đáp lời bốn người thân đồ lão quỷ, mà nhìn tảng đá to bên trái rồi chậm rãi cất lời, nếu lão phu không nhìn nhầm thì người bạn phía sau tảng đá hãy ra ngoài đi. Lúc này tất cả mọi người đều sửng sốt, bao gồm cả Dương Bách Xuyên. Không ai phát hiện ra phía sau tảng đá to cách đó hơn 3 mét có người. Chẳng cần nghĩ cũng biết kẻ không bị mọi người phát hiện ra cũng là một cao thủ. Dĩ nhiên đối với Dương Bách Xuyên mà nói, không có ai ở trong phạm vi linh thức của anh mà anh không phát hiện ra. Đoan Mộc Hành Thiên nói xong, quả nhiên có một người bước ra từ phía sau tảng đá to. Đó là một người lùn béo ục ịch, cao chưa đầy 1 mét. Nhưng dáng vẻ lại là người già, tóc và râu rất dài, bạc phơ. Ít nhất người này cũng 70-80 tuổi. Người lùn này nói với Đoan Mộc Hành Thiên, Thương Hoan quốc tịch Lào xin chào tộc trưởng Đoan Mộc, chào các vị đồng đạo. Mọi người cứ tiếp tục đi, lão phu chỉ hóng chuyện thôi, hì hì. Người lùn tự giới thiệu là Thương Hoan này chào hỏi mấy người Đoan Mộc Hành Thiên bằng tiếng Trung. Ông ta nói mình chỉ hóng chuyện, nhưng ở đây không có ai tin ông ta. Đoan Mộc Hành Thiên cười ha hả, hay lắm, hôm nay hiếm khi tụ tập. Đoan Mộc Hành Thiên mỉa mai một câu, sau đó nhìn gã người lùn, từ lâu đã nghe đồn nước Lào có một thiên tỉnh giả giỏi độn thổ, hôm nay xem như tôi được nhìn thấy chân dung rồi. Đoan Mộc Hành Thiên mỉm cười nói xong, sau đó đột nhiên đổi giọng, giọng điệu vô cùng ngang ngược và sắc bén, nếu hóng chuyện thì cút lẹ cho lão phu. Ông ấy thẳng thừng quát người lùn, không đợi đối phương nổi giận, Đoan Mộc Hành Thiên nhìn bốn người thân đồ với vẻ mặt âm u, thân đồ lão quỷ, tên quái đản, hòa thượng dởm, còn con chó Nhật giả thần giả quỷ này nữa, hãy nghe cho kỹ đây. Nói đến đây, Đoan Mộc Hành Thiên dừng lại giây lát rồi giơ tay chỉ vào Dương Bách Xuyên, thằng nhóc này có quan hệ sâu xa với gia tộc Đoan Mộc, hôm nay lão phu chắc chắn sẽ bảo vệ cậu ấy, ai dám động đến cậu ấy chính là kẻ thù của gia tộc Đoan Mộc, lão phu thề rằng nhất định sẽ đấu đến chết mới thôi. Thức thời thì con mẹ nó mau cút cho lão phu. Lời nói của Đoan Mộc Hành Thiên khiến bốn người thân đồ và gã người lùn kia giận tím mặt. Bọn họ không ngờ Đoan Mộc Hành Thiên lại ngang ngược như vậy, công khai muốn bảo vệ Dương Bách Xuyên. Ngay cả Dương Bách Xuyên cũng sững sờ khi nghe ông ấy nói vậy. Anh không ngờ Đoan Mộc Hành Thiên là chủ gia tộc Đoan Mộc, lại càng không ngờ đối phương lại nói anh và gia tộc Đoan Mộc có quan hệ sâu xa. Có điều anh nghe Đoan Mộc Hành Thiên nói vậy thì thiện cảm tăng vọt. Chưa nói đến chuyện Đoan Mộc Hành Thiên tuyên bố muốn bảo vệ anh. Chỉ với việc Đoan Mộc Hành Thiên đối mặt với bốn cao thủ ám kình tầng 9 đỉnh phong giai đoạn sau và một thiên tỉnh giả giỏi thuật độn thổ mà vẫn mắng chửi không hề sợ hãi, khí phách này cũng đủ khiến anh kính nể. Phải biết rằng Đoan Mộc Hành Thiên cũng là ám kình tầng 9 đỉnh phong giai đoạn sau, ông ấy nói như vậy chẳng khác nào đắc tội với năm cao thủ hàng đầu. Quả thật người bình thường không dám nói năng hùng hồn như thế, nhưng Đoan Mộc Hành Thiên lại dám, xem ra ông ấy thật sự không sợ bọn họ. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Sau một hồi yên tĩnh, thân đồ lão quỷ nhìn Đoan Mộc Hành Thiên chòng chọc bằng đôi mắt như diều hâu. Lão Đoan Mộc à, đừng tưởng gia tộc Đoan Mộc các ông có ông tổ là thần thoại tiên thiên thì không coi ai ra gì. Tôi nghe nói vị kia nhà Đoan Mộc các ông đã bế quan hơn 5 năm, bặt vô âm tín, e là đã tạ thế rồi đúng không? Thân đồ lão quỷ vừa nói vừa chăm chú quan sát biểu cảm của Đoan Mộc Hành Thiên hòng nhìn ra sự thay đổi trên gương mặt đối phương. Nhưng từ đầu đến cuối nét mặt Đoan Mộc Hành Thiên không hề dao động, không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này khiến thân đồ lão quỷ nhục chí. Mấy người bọn họ kiêng dè gia tộc Đoan Mộc bởi vì biết gia tộc Đoan Mộc có một cao thủ thần thoại tiên thiên, có điều nghe đồn 5 năm trước vị ấy đã bế quan. Ông tổ nhà tôi còn tại thế hay không cũng vậy thôi, chỉ mình Đoan Mộc Hành Thiên tôi cũng đủ để đối phó với đám dưa vẹo táo nứt các ông rồi. Đoan Mộc Hành Thiên tỏ vẻ khinh thường. Hừ, các vị à. Tất cả chúng ta hợp tác giết lão Đoan Mộc đi, đừng lo ngại vị tiên thiên kia của gia tộc Đoan Mộc. 5 năm qua bạt vô âm tín, khả năng cao là đã tạ thế rồi. Giết lão Đoan Mộc, mấy nhà chúng ta cùng hưởng tài nguyên khu vực này. Lão nhân yêu hét to. Lão phu tán thành, thần thoại tiên thiên bạt vô âm tín suốt 5 năm, hẳn là chết từ lâu rồi. Mọi người cùng xông lên, cùng là ám kình tầng 9 đỉnh phong, giết lão Đoan Mộc. Trên người thằng nhãi này có rất nhiều tiền của, 5 người chúng ta phân chia là được. Thân đồ lão quỷ cất lời. A-di-đà Phật, lão tăng đồng ý. Hòa thượng dởm hùa theo. Hừ, lão phu cũng muốn thử thủ đoạn của lão Đoan Mộc. Người lùn giận dữ nói. Ông ta bị Đoan Mộc Hành Thiên khinh thường, trong lòng ngùn ngụt lửa giận.
Được, ninja Nhật Bản cũng đồng ý. Xông lên, thân đồ lão quỷ lập tức tấn công Đoan Mộc Hành Thiên. Tiếp theo là Hòa Thượng Dởm, lão nhân yêu và ninja Nhật Bản. Còn người lùn thì đứng yên tại chỗ, vậy mà lại biến mất một cách lạ thường. Dương Bách Xuyên biết người lùn là thiên tỉnh giả, cũng nghe thấy người lùn giỏi thuật độn thổ. Lúc này Đoan Mộc Hành Thiên chia tay, một đệ tử của gia tộc Đoan Mộc đặt một thanh đao cổ vào tay ông ấy. Xoẹt, đao cổ rời vỏ, nhiệt độ giảm xuống trong nháy mắt. Dương Bách Xuyên bỗng giật mình, khóe môi nở nụ cười. Trong linh thức anh cảm nhận được dưới lòng đất có thứ nham nhe mình đang tiến đến. Chẳng cần nghĩ cũng biết chắc hẳn là người lùn giỏi thuật độn thổ. Anh thầm cười khẩy trong lòng, tưởng anh đây là quả hồng mềm chắc. Trong cảm giác linh thức của Dương Bách Xuyên, sự chuyển động bất thường dưới chân nhanh chóng truyền tới. Anh thầm cười khẩy trong lòng, dồn chân khí toàn thân vào hai bàn tay, sau đó thình lình giáng xuống vật thể chuyển động bất thường dưới chân. Rầm! Mặt đất rung chuyển kèm theo tiếng hét thảm thiết vang lên. Tiếng hét của thiên tỉnh giả vang lên dưới chân Dương Bách Xuyên. Phụt, gã người lùn hộc máu, sắc mặt tái nhợt. Sau khi ra khỏi lòng đất lại còn bị hộc máu, người lùn đã mất sức chiến đấu. Thương Hoan không ngờ thuật độn thổ mà mình vẫn luôn lấy làm kiêu gạo và cũng là thủ đoạn sinh tồn lại không có tác dụng gì với Dương Bách Xuyên, bị đối phương phá thuật chỉ trong một chiêu, tâm trạng cực sốc. Ở đằng kia, bốn người thân đồ lão quỷ đã hợp tác áp chế Đoan Mộc Hành Thiên. Tuy Đoan Mộc Hành Thiên có sức chiến đấu kinh người, nhưng suy cho cùng vẫn không chiếm được lợi thế trong tay bốn cao thủ hàng đầu. Các võ cổ giả của gia tộc Đoan Mộc, bao gồm cả Đoan Mộc Lôi đều bị bốn cao thủ hàng đầu đánh ngã ra đất. Chỉ còn lại một mình Đoan Mộc Hành Thiên chống đỡ. Thấy vậy Dương Bách Xuyên cấp tốc lao vào chiến đấu, bắt tay chiến đấu cùng Đoan Mộc Hành Thiên. Bất kể Đoan Mộc Hành Thiên có mục đích gì, hiện tại đối phương đang giúp mình, ít nhất là đang trợ giúp mình chiến đấu, vì vậy Dương Bách Xuyên phải tôn trọng đối phương, ít nhất sẽ không để ông ấy chịu thiệt. Dương Bách Xuyên xông tới, mục tiêu là lão nhân yêu. Anh sử dụng thuật ngũ hành dẫn thể, dùng nắm đấm làm vũ khí. Hiện tại anh đã có tu vi luyện khí kỳ tầng 8, dù chỉ là thuật ngũ hành dẫn thể đơn giản cũng có uy lực lớn. Lão nhân yêu vốn định đánh lén Đoan Mộc Hành Thiên, nhưng không ngờ Dương Bách Xuyên lại xông đến, có điều ả chẳng coi anh ra gì. Đối mặt với nắm đấm của Dương Bách Xuyên, hai cánh tay thon dài của ả cuốn lấy như rắn không có khớp xương. Đây là bản lĩnh riêng của ả, đối phó với chiêu thức mạnh mẽ là hữu hiệu nhất. Hai người đụng độ, Dương Bách Xuyên biến sắc, anh không ngờ hai cánh tay của lão nhân yêu lại mềm như vậy, anh dùng lực lớn đánh một quyền mà như đánh vào không khí, thật là khó chịu. Ngược lại anh còn bị hai cánh tay như sợi mì của lão nhân yêu cuốn chặt, nhất thời không giãy ra được. Điều này khiến Dương Bách Xuyên kinh hãi, thầm nghĩ cao thủ ám kình tầng 9 đỉnh phong giai đoạn sau đúng là không tầm thường, ai nấy đều có thủ đoạn mạnh mẽ riêng. Trước đó anh nện một quyền đánh gục gã người lùn thiên tỉnh giả. Bây giờ nghĩ lại thì thấy anh có lợi thế là sức mạnh linh thức khiến gã người lùn trở tay không kịp nên mới có thể giải quyết đối phương. Dù sao người lùn cũng chỉ giỏi thuật độn thổ, còn lão nhân yêu là võ cổ giả có nội lực chân chính, thủ đoạn không tầm thường. Nhất là hai cánh tay của ả mềm như rắn khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy sức mạnh khổng lồ chẳng có tác dụng gì khi dùng trên người đối phương. Cánh tay bị lão nhân yêu quấn chặt, nhất thời Dương Bách Xuyên không cựa quậy được. Đúng lúc này, Dương Bách Xuyên nhìn thấy lão nhân yêu nở nụ cười nham hiểm. Anh lập tức cảm thấy không ổn, khả năng cao là ả sắp dở ám chiêu. Quả nhiên ngay sau đó lão nhân yêu mỉm cười, duỗi một tay khác ra. Lúc trở tay, một con dao găm sặc sỡ tỏa ra mùi gay mũi đã xuất hiện trong tay ả. Dương Bách Xuyên đổ mồ hôi lạnh, anh cảm nhận được con dao găm trong tay lão nhân yêu có kịch độc, nếu bị ả đâm một phát thì không chết cũng tàn. Sau khi lão nhân yêu vung dao, Dương Bách Xuyên giật mình, nhanh chóng động não nghĩ cách đối phó. Anh thầm niệm trong đầu, hai tay bị lão nhân yêu giữ chặt lập tức bốc lửa. Chân nguyên ly hỏa xuất hiện. Hiện giờ đây là biện pháp nhanh nhất giúp Dương Bách Xuyên có thể thoát khỏi sự kìm giữ của lão nhân yêu. Trước đó anh quá căng thẳng, không nghĩ ra cách dùng chân hỏa đốt ả. Nhưng bây giờ anh đã nghĩ tới uy lực của chân hỏa. Hiện tại chân hỏa tăng vọt theo tu vi, uy lực cũng rất mạnh. Diện tích sử dụng chân hỏa rộng hơn lúc trước rất nhiều. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lão nhân yêu nở nụ cười nham hiểm, vung dao đâm mạnh vào Dương Bách Xuyên. Nhưng đúng lúc này,
chân hỏa của Dương Bách Xuyên bỗng bùng cháy ở hai bàn tay. Á! Lão nhân yêu kinh hoàng hét lên chói tai, con dao găm trong tay rơi xuống đất, vội vàng thả Dương Bách Xuyên ra. Hai cánh tay của ả đều đang bốc cháy, hết sức đáng sợ. Ả không thể ngờ hai tay Dương Bách Xuyên lại xuất hiện ngọn lửa kỳ lạ. Ả thúc giục nội lực dập lửa nhưng sợ hãi phát hiện ra không thể dập tắt ngọn lửa này. Lão nhân yêu dứt khoát giơ tay phải lên làm dao, chém vào cánh tay trái đang bốc cháy. À, cánh tay trái đứt lìa. Tuy tàn nhẫn nhưng là cách hiệu quả nhất, bởi vì ả phát hiện ngọn lửa của Dương Bách Xuyên không tầm thường, nếu không chặt đứt cánh tay thì chẳng mấy toàn bộ cánh tay, thậm chí là toàn thân ả sẽ cháy rụi. Không thấy cánh tay trái rơi dưới đất đã hóa thành cho sao. Lão nhân yêu sợ bay màu, nỗi đau đớn xen lẫn sợ hãi khiến sắc mặt ả trắng bệch như giấy, trên trán đổ mồ hôi hột, nhìn Dương Bách Xuyên bằng vẻ mặt ngạc nhiên, cậu là người song tu ư. Dương Bách Xuyên cũng khâm phục sự quả quyết và tàn nhẫn của lão nhân yêu này. Lúc nãy ả chém đứt cánh tay mà chẳng nháy mắt lấy một cái, chứng tỏ ả rất đáng gờm. Anh biết cao thủ bậc này mất một tay cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến sức chiến đấu. Từ câu hỏi của đối phương, Dương Bách Xuyên biết ả tưởng mình là thiên tỉnh giả. Có điều anh không có thiện cảm với lão nhân yêu chết tiệt này, chỉ lạnh lùng hừ mũi, liên quan gì tới bà. Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, chân hỏa lại xuất hiện trong tay, anh lập tức xông tới. Bây giờ có chân hỏa trong tay, anh không tin mình không thể đánh chết lão nhân yêu này. Lão nhân yêu thấy Dương Bách Xuyên xông tới, ánh mắt có vẻ kiêng dè. Ả nhanh chóng lùi lại, đồng thời hô to về phía ninja đang đánh nhau với Đoan Mộc Hành Thiên, Yama mau tới giúp tôi. Dương Bách Xuyên thấy Đoan Mộc Hành Thiên đang một chọi ba, bị áp đảo mọi bề, mặc dù có một ám kình tầng 9 khác của gia tộc Đoan Mộc hỗ trợ nhưng vẫn rất khó khăn. Có thể kéo một người sang đây để giảm bớt áp lực cho ông ấy. Tuy nhiên, giờ anh muốn xử lão nhân yêu trước đã, bớt một cao thủ thì thêm một phần thắng. Sau một hồi giao đấu với lão nhân yêu, Dương Bách Xuyên cảm thấy với tu vi hiện tại của mình, đánh với cao thủ ám kình tầng 9 giai đoạn sau không thành vấn đề. Nhưng nếu một chọi hai thì áp lực rất lớn, thậm chí anh không nắm chắc, cũng không tự tin. Cao thủ ám kình tầng 9 đỉnh phong không chỉ có nội lực hùng hậu, mà còn sống lâu, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Từ hành động chém đứt cánh tay của lão nhân yêu có thể nhìn ra điểm này. Lão nhân yêu né tránh, Dương Bách Xuyên đuổi sát nhưng không bắt được ả. Anh phát hiện ra lão nhân yêu giống như một con rắn, mỗi khi anh tấn công, ả đều có thể tránh được nhờ tư thế khó bề tưởng tượng. Anh cũng phát hiện ra nội lực của cao thủ ám kình tầng 9 đỉnh phong thật sự không phải dạng vừa, thỉnh thoảng lão nhân yêu sẽ đánh trả, nội lực mạnh đến nỗi khiến cánh tay Dương Bách Xuyên tê dần, khí huyết bất ổn. May mà trong tay anh có chân hỏa nên lão nhân yêu không dám liều mạng đánh giáp mặt vì sợ ném chuột vỡ bình. Ả giận dữ gào thét liên hồi. Đột nhiên Dương Bách Xuyên nghe thấy mấy tiếng xé gió cực kỳ mạnh mẽ ập tới từ sau lưng. Nhận thấy nguy hiểm, anh vội vàng lăn một vòng né tránh. Vèo vèo vèo, là phi tiêu ám khí của ninja Nhật Bản. Dương Bách Xuyên lập tức híp mắt lại. Lão nhân yêu gọi hắn ta đến hỗ trợ, và hắn ta đến thật. Nhưng như vậy cũng tốt, phía Đoan Mộc Hành Thiên đỡ áp lực. Mặc dù đối mặt với hai cao thủ ám kình tầng 9 đỉnh phong có hơi áp lực, nhưng không phải là Dương Bách Xuyên bó tay hết cách. Bước chân của ninja Nhật Bản rất kỳ lạ. Sau khi phóng ám khí, hắn ta xông đến chỗ Dương Bách Xuyên với tư thế kỳ dị. Hai tay cầm đao võ sĩ chém xuống. Lúc đối phương vung đao, trong cảm nhận của Dương Bách Xuyên chỉ có một chữ, nhanh. Xoạt xoạt xoạt, nháy mắt ninja Nhật Bản đã chém mười mấy đao. Tuy Dương Bách Xuyên đã né tránh, nhưng vẫn trúng một nhát đao ở eo. May mà vết thương không sâu, chỉ chảy máu thôi. Điều này khiến Dương Bách Xuyên giận dữ. Lúc này, lão nhân yêu thấy ninja Nhật Bản sang đây thì thở hắt ra, Yama tiên sinh. Chúng ta hợp sức giết chết cậu ta nhé. Cẩn thận ngọn lửa trong tay cậu ta, kỳ lạ lắm. Được, ninja Nhật Bản đáp lời. Dương Bách Xuyên nheo mắt nhìn hai người họ, tên chó Nhật kia, ông đây không ra oai thì mày tưởng ông là mèo bệnh đúng không? Dứt lời Dương Bách Xuyên bước ra một bước, dùng thuật ngũ hành dẫn thể và hô to, hùng ưng trên trời, khỉ vớt vầng trăng. Anh dồn hết chân khí vào một bàn tay rồi nhảy vào tới, đến bản thân anh cũng phải kinh ngạc. Không ngờ khi dùng chân khí kích hoạt chiêu hùng ưng bắt mồi trong thuật ngũ hành dẫn thể, anh lập tức bay lên cách mặt đất 6 mét. Hơn nữa,
Sau khi vận chuyển chân khí, anh phát hiện ra mình có thể lơ lửng giữa không trung trong mấy giây ngắn ngủi. Điều quan trọng là anh có thể mượn sức gió để khống chế tốc độ và đường bay trên không trung. Phát hiện này khiến Dương Bách Xuyên mừng như nhặt được vàng. Dựa theo ghi chép trong điển tịch tu chân, muốn phi hành được tu vi phải đạt đến ít nhất trúc cơ kỳ mới có thể dùng pháp lực để phi hành trong chốc lát, muốn ngao du thiên hạ phải đạt đến thành tựu kim đan. Bây giờ Dương Bách Xuyên mượn dùng sức gió trong không trung, vận chuyển chân khí cũng chỉ được 5 giây ngắn ngủi, nhưng đối với anh đã được bay. Đây là một phát hiện rất quan trọng. Có thể phi hành được trong không trung sẽ chiếm được ưu thế rất lớn. Đối mặt với lão nhân yêu và tên ninja Nhật Bản, anh đã có được vài phần lợi thế. Các người cao siêu đến mấy, nhưng các người không thể bay lên 6 mét, càng không thể phi hành liên tục vài giây trong không trung. Nhưng anh lại có thể. Có thể hoạt động trong không trung, anh có thể tấn công bọn họ từ rất nhiều góc độ, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn di chuyển trên mặt đất. Đây là ưu thế lớn. Đùa chết các người. Dương Bách Xuyên đang ở trong không trung, mỉm cười nhìn lão nhân yêu và tên ninja Nhật Bản đang há mồm trợn mắt ở dưới. Duỗi tay, chân nguyên ly hỏa xuất hiện, Dương Bách Xuyên nở nụ cười xấu xa, bùng tay hướng một loạt ngọn lửa về phía lão nhân yêu và tên ninja Nhật Bản. Ngay sau đó, lão nhân yêu kêu lên một tiếng, nhanh chân chạy, ông ta biết ngọn lửa trong tay Dương Bách Xuyên khủng bố đến mức nào. Trong nháy mắt Dương Bách Xuyên đã bắn ra mười mấy chân nguyên ly hỏa, xếp hàng trong không trung, trông rất đẹp mắt. Nhưng ở trong mắt lão nhân yêu, cảnh tượng này lại vô cùng khủng bố. Mặc dù tên ninja Nhật Bản chưa tiếp xúc với chân nguyên ly hỏa của Dương Bách Xuyên, nhưng lại cảm nhận được sự không thích hợp từ trong ánh mắt của lão nhân yêu, không hề suy nghĩ cùng vội vàng tránh né. Mặc dù sau khi nhìn thấy chân nguyên ly hỏa của Dương Bách Xuyên, hai người nhanh chóng tránh né. Nhưng dù sao cũng đứng trên mặt đất, không chiếm ưu thế bằng Dương Bách Xuyên ở giữa không trung. Quan trọng hơn, không chống đỡ được số lượng chân nguyên ly hỏa. Dương Bách Xuyên thấy vậy vô cùng vui vẻ, nhìn thấy cẳng chân của lão nhân yêu bị chân hỏa đốt cháy, ông ta hoảng sợ muốn dập tắt ngọn lửa. Nhưng lại phát hiện không thể dập được. Dương Bách Xuyên nở nụ cười lạnh lùng, chân hỏa của tôi thế nào? Có thể dập tắt được coi như ông lợi hại. Lão nhân yêu kêu thảm thiết, đối mặt với ngọn lửa thiêu đốt ở cẳng chân, không có cách nào khác, nếu cứ để tiếp tục cả người ông ta sẽ bị đốt cháy, ngọn lửa này không thể dập tắt được. Nhưng ông ta cũng không thể lại chặt đứt cẳng chân thêm một lần nữa. Nhưng nếu không chém, ngọn lửa quỷ dị này sẽ đốt cháy ông ta thành tro tàn. Lão nhân yêu vừa kêu thảm thiết vừa rối rắm. Dương Bách Xuyên lại không để ý đến ông ta. Lúc này thời gian phi hành giữa không trung của anh đã đến lúc rơi xuống. Trong lúc rơi xuống, anh nhìn chằm chằm vào tên ninja Nhật Bản, anh còn ghét tên chó Nhật này hơn cả lão nhân yêu, giết chết tên ninja này rồi tính sau. Ngón tay lại bắn ra một trận chân hỏa, tấn công lao về phía tên ninja Nhật Bản. Trận lửa vừa rồi đã bị hắn ta tránh được, lần này đặc biệt nhằm vào một mình hắn ta, xem hắn ta trốn thế nào. Lúc rơi xuống đất đúng lúc chân hỏa trong tay đánh về phía tên ninja Nhật Bản. Ngay sau đó bên tai của Dương Bách Xuyên vang lên tiếng kêu thảm thiết và tiếng giống giận luyên thuyên. Bật cười ha ha, anh thấy được mông của tên ninja kia bị đốt cháy. Lần này Dương Bách Xuyên rất vui vẻ, nghĩ thầm, ông đây đốt cháy đít của mày. Đây chính là điển hình cho câu nói nhân lúc người bệnh muốn mạng của ngươi. Dương Bách Xuyên không buông tha cơ hội này. Nhân lúc tên ninja đang kêu thảm thiết, anh lao đến, chuẩn bị giết chết hắn ta cho xong việc. Bước một bước rộng, nhào đến, trong tay vận chuyển chân khí, đánh lên người tên ninja Nhật Bản. Âm đoàng. Một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Bách Xuyên cảm nhận được mình đánh hụt, cùng thời gian, trên người tên ninja Nhật Bản kia bốc lên một đám xương trắng dày đặc. Vội vàng dùng linh thức quan sát, phát hiện tên ninja này biến mất. Đây là nhẫn thuật của Nhật Bản sao? Dương Bách Xuyên nghĩ thầm, dùng linh thức phá hiện tên Nhật Bản kia xuất cách chỗ vừa rồi 20 mét, khập khiễng trốn đi. Điều làm anh kinh ngạc là ngọn lửa trên mông tên ninja Nhật Bản đã bị hắn ta dùng biện pháp nào đó dập tắt. Dương Bách Xuyên rất sửng sốt. Vừa chuẩn bị đuổi theo, bên tai vang lên tiếng mắng đầy oán hận, tao liều mạng với mày.
Đúng lúc này lông tơ sau lưng của Dương Bách Xuyên dựng thẳng lên, không cần suy nghĩ lắc người tránh né. Nhưng đã chậm một bước. Khóe mắt thấy được khuôn mặt dữ tợn của lão nhân yêu, ông ta đang điên cuồng nhào vào phía anh. Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy sau lưng nóng rát đau đớn. Anh phát hiện lão nhân yêu này điên rồi. Lão nhân yêu thật sự điên rồi, sau khi phát hiện không dập được ngọn lửa trên đùi, trong lòng tuyệt vọng, một cánh tay đã bị chặt đứt, ông ra không thể chặt đứt một chân. Vì vậy ông ta phát điên muốn trả thù Dương Bách Xuyên, cho dù chết cũng muốn kéo Dương Bách Xuyên làm đệm lưng. Khoảnh khắc Dương Bách Xuyên ra tay với tên Nhật Bản, lão nhân yêu xông đến, đánh một chưởng vào sau lưng Dương Bách Xuyên. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên bị thương nặng, phun ra một ngụm máu. Không may hơn, lúc này anh lại bị lão nhân yêu bám chặt vào người. Không biết lão nhân yêu tu tập loại võ công nào, trên người ông ta giống như không có xương cốt, mềm nhũn như mì sợi, bám chặt vào trên người anh. Hơn nữa còn dùng hàm răng cắn chặt cánh tay của Dương Bách Xuyên, tụ tập toàn bộ sức mạnh, dùng cánh tay còn sót lại đánh thẳng vào trên người của Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên kinh hãi trước sự điên cuồng của lão nhân yêu, vung tay muốn đánh bay ông ta xuống. Nhưng lại phát hiện tên BD chết tiệt này dán chặt như thuốc dán trên người anh, đánh thế nào cũng không thể gỡ xuống. BD chết tiệt vung tay đánh lên người anh vung tay đánh lên người lão nhân yêu. Trong nháy mắt, giữa sân vang lên tiếng nổ ầm ầm. Nếu không phải Dương Bách Xuyên vận chuyển chân khí hộ thân thể, chắc chắn sẽ bị lão nhân yêu đánh chế, nội lực của ám kình tầng 9 thượng đoạn không phải để trưng bày. Cho dù có chân khí che chở, nhưng anh vẫn bị hộc máu. Trong lòng khó thở, dùng toàn lực đánh mạnh vào trên người lão nhân yêu. Anh hộc máu, nhưng lão nhân yêu còn thảm hơn cả anh. Nhưng Dương Bách Xuyên lại thấy kinh hãi khi thấy lão nhân yêu phun máu, nhưng trên mặt lại mang theo ý cười, điên cuồng cười to. Ông ta hoàn toàn điên rồi. Khặc khặc khặc, nhóc con, ngày chết của mày đến rồi. Lão nhân yêu điên cuồng cười, nói ra một câu như vậy. Lúc này linh thức của Dương Bách Xuyên phát hiện cách nơi này 10 mét có một hình bóng nhanh chóng lao đến. Trong lòng kinh hãi, phát hiện người đến chính là tên Nhật Bản chạy trốn đã quay lại. Trên người vẫn bị lão nhân yêu cuốn lấy, Dương Bách Xuyên lạnh lùng hừ một tiếng, nhân lúc ông ta đang nói chuyện, đập mạnh vào đầu ông ta. Giống như đập vỡ dưa hấu, lão nhân yêu bị anh đập nát đầu, hơi thở biến mất. Nhưng một chân và một tay của ông ta vẫn dính chặt trên người anh, không chút sứt mẻ. Chính lúc này, tên Nhật Bản đã ra tay, đao võ sĩ trong tay mang theo nội lực khủng bố đâm thẳng vào đầu anh. Dương Bách Xuyên bị lão nhân yêu dây dưa làm cho tên Nhật Bản chui vào chỗ trống, đối mặt với một đao trên đỉnh đầu, cả người Dương Bách Xuyên chảy mồ hôi lạnh. Cảm giác máu chảy trong người lạnh xuống. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn đòn tấn công này. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, lưỡi đao bên tai vỡ ra. Leng keng. Phía sau bay đến một thanh cổ kiếm, mạnh mẽ va chạm vào lưỡi đao của tên Nhật Bản. Mặc dù cổ kiếm bay đến không ngăn cản được một đao của Yamano, rơi xuống đất. Nhưng đối với Dương Bách Xuyên, nhiều đây cũng đủ rồi. Cao thủ quyết đầu thường thay đổi trong nháy mắt, cổ kiếm bay đến làm lưỡi dao của Dương Bách Xuyên hơi dừng lại, nhưng cũng đủ để Dương Bách Xuyên tránh được một đòn chí mạng. Thân thể vặn vẹo, nghiêng người tránh đi, giờ thi thể của lão nhân yêu nhắm thẳng vào một đao của tên ninja. Phụt, thi thể của lão nhân yêu bị tên ninja chém thành hai đoạn, cuối cùng bóc khỏi người anh, rơi xuống đất. Chính lúc này, bên tai Dương Bách Xuyên vang lên tiếng hét thảm thiết của Đoan Mộc Hành Thiên. Khóe mắt thấy được Đoan Mộc Hành Thiên bị hòa thượng dởm đánh bay ra ngoài. Lúc này Dương Bách Xuyên mới hiểu thanh cổ kiếm bay tới kia chính là của Đoan Mộc Hành Thiên, liều mạng bị thương ném qua chỗ anh. Nhưng lại làm trong tay của Đoan Mộc Hành Thiên không có kiếm, bị hòa thượng dởm đánh thương nghiêm trọng. Đột nhiên trong lòng của Dương Bách Xuyên bùng lên ngọn lửa giận dữ, hai tay bùng lên chân khí và chân hỏa, gầm lên một tiếng, đánh thẳng vào người tên Nhật Bản. Đây là cơ hội duy nhất, cũng là cơ hội được Đoan Mộc Hành Thiên liều mạng sáng tạo, lần này anh sẽ không để tên chó Nhật này thoát khỏi tay mình. Đoàng. Một đao của tên ninja thất bại, đón nhận một quyền một chưởng của Dương Bách Xuyên. Trong tay có lửa, trong quyền có khí.
vững chắc nện trên người tên ninja, khiến hắn ta kêu rên thảm thiết, bay ngược ra ngoài. Thân thể bốc cháy. A a a a a. Sau khi bay ngược ra xa 8-9 mét, rơi xuống đất, cả người tên ninja Nhật Bản chìm trong ngọn lửa, quay cuồng lăn lộn trên mặt đất. Dương Bách Xuyên bước lên, dùng chân đá mạnh vào chiếc đao võ sĩ rơi trên mặt đất của tên ninja. Phụt. Đao võ sĩ xuyên qua đầu của tên ninja, giết chết hắn ta. Lúc này, thân thể của Dương Bách Xuyên nghiêng ngả, cảm thấy choáng váng ngồi bệt xuống mặt đất. Trận chiến này Dương Bách Xuyên đã giết chế hai cao thủ ám kình tầng 9 thượng đoạn đỉnh phong. Sau khi mạnh mẽ va chạm với lão nhân yêu, tuy có chân khí hộ thân nhưng Dương Bách Xuyên vẫn bị nội thương. Nội lực của võ cổ giả ám kình tầng 9 đỉnh phong đúng là không phải chuyện đùa. Anh nhận ra, nếu như đấu tay đôi, năng lực của anh sẽ đè đầu võ cổ giả ám kình tầng 9 đỉnh phong, nhưng cùng lúc đánh với hai người lại hơi cố hết sức, trước mặt chỉ có thể ứng phó. Lần này chiến đấu với lão nhân yêu và phù tang nhẫn giả, xét về kinh nghiệm Dương Bách Xuyên đều không bằng mấy lão già đã sống hơn ngàn năm nay, nếu không anh đã không chật vật như thế. Lúc này, đầu anh đang choáng váng, ngoại trừ bị lão nhân yêu đánh nội thương, anh còn sử dụng chân hỏa, thậm chí còn bay giữa không trung, tổng hợp lại vô cùng tiêu hao chân khí. Bay được là niềm vui ngoài ý muốn trong lần chiến đấu này, tuy chỉ có thể nhảy lên một độ cao chừng 6 mét, dừng lại trên không trung tầm 5 giây nhưng như thế đã quá đủ với anh rồi. Dương Bách Xuyên tin rằng, sau này chỉ cần tính toán tốt thời gian, anh chắc chắn có thể chiếm được ưu thế trước mặt đối thủ. Ít nhất đánh không lại thì có thể chạy trốn. Đáng tiếc, nó lại rất tiêu hao chân khí. Bên kia, Đoan Mộc Hành Thiên vì cứu anh mà vứt cổ kiếm, bị lão hòa thượng và thân đồ áp chế, trông rất chật vật. Người nhà Đoan Mộc đi theo cũng đang chiến đấu với người thân đồ lão quỷ mang tới, muốn đi giúp đỡ Đoan Mộc Hành Thiên cũng không được. Dương Bách Xuyên đè ngụm máu trong cổ họng, lật bàn tay lấy ra một viên đan bồi nguyên nuốt xuống, nhằm chữa trị nội thương. Sau đó anh gắng gượng đứng dậy, đi về phía bên kia. Đoan Mộc Hành Thiên giúp đỡ anh, mặc kệ đối phương có mục đích gì, nếu không nhờ một kiếm của ông ấy, đầu anh đã hứng chọn một đao của phù tang nhẫn giả rồi, nghĩ tới là thấy hoảng sợ. Cho dù hiện tại người anh yếu ớt không còn sức lực, Đoan Mộc Hành Thiên đã bị thân đồ lão quỷ và hòa thượng áp chế hoàn toàn sẽ chịu thua sớm thôi. Dương Bách Xuyên rất kính nể sức chiến đấu của ông ấy, đồng thời đối đầu với ba cao thủ cùng cảnh giới nhưng không hề chịu thua. Cổ kiếm đã rời tay nhưng ông ấy vẫn so chiêu với thân đồ lão quỷ và hòa thượng, thực lực xứng đôi với khí phách. Có ơn tất báo, cho dù Dương Bách Xuyên có bị thương cũng không nuối tiếc. Anh đi qua nhặt cổ kiếm của Đoan Mộc Hành Thiên lên, tiện tay nhặt luôn đao võ sĩ của phù tang nhẫn giả, vọt tới. Lần này ra ngoài anh không mang theo đồ long kiếm, ngược lại có chút thua thiệt. Hiện tại chỉ có thể nhặt một thanh đao võ sĩ dùng tạm. Trong bụng đã có đan bồi nguyên, dược lực hòa tan khiến anh vô cùng thoải mái, tinh thần rung động, gào lên với Đoan Mộc Hành Thiên, tiền bối Đoan Mộc, nhận kiếm. Anh vừa hô vừa ném cổ kiếm về phía ông ấy. Dương Bách Xuyên lên tiếng đã thu hút ba cao thủ đánh nhau đến u ám trời đất, tất cả đều rời mắt nhìn về phía anh. Đoan Mộc Hành Thiên đón lấy cổ kiếm, ý cười trên mặt càng sâu đậm, ha ha cười phá lên, đã thấy Dương Bách Xuyên chém chết lão nhân yêu và phù tang nhẫn giả. Trái ngược với ông ấy, trên mặt thân đồ lão quỷ và hòa thượng đều hiện lên vẻ sợ hãi, bởi vì hai đồng bọn của mình đã chết rồi. Bị Dương Bách Xuyên chém giết. Bọn họ hoàn toàn không ngờ Dương Bách Xuyên lại lợi hại như vậy. Hiện tại anh gia nhập vào trận chiến, khiến thân đồ lão quỷ và hòa thượng đều thấy hoảng hốt. Một tên Đoan Mộc Hành Thiên đã khó đối phó rồi, lại thêm Dương Bách Xuyên, trận này khó thể đoán trước. Không ngờ chỉ vì muốn chặn đường cướp bóc Dương Bách Xuyên, nửa đường lại nhảy ra một Đoan Mộc Hành Thiên, hiện tại đã chết mất hai cao thủ khiến thân đồ lão quỷ và hòa thượng nảy ra ý nghĩ rút lui. Kiếm là vũ khí sắc bén, có cổ kiếm nơi tay và không có đối với võ cổ giả rất khác biệt. Mục tiêu của Dương Bách Xuyên chính là hòa thượng, đao trong tay chém qua. Hòa thượng vung thiền trượng, keng một tiếng hóa giải một đao của anh, trong lòng lại tràn đầy rung động. Bởi vì ông ta cảm nhận được nội lực của Dương Bách Xuyên còn mạnh hơn cả mình, không nhịn được thầm mắng tên quái vật này. Tuổi còn nhỏ đã có thực lực cường đại như thế, đúng là khó hiểu.
có đánh chết thì ông ta cũng không nghĩ tới Dương Bách Xuyên không phải là võ cổ giả mà là tu chân giả. Hiện tại bởi vì tu vi hạn chế mà anh còn chưa học thuật pháp, nếu không đối mặt với võ cổ giả, có lẽ chỉ cần một thuật pháp đã xử lý xong đối phương. Đánh với hòa thượng khiến trong lòng Dương Bách Xuyên rất có lòng tin, một chọi một, so về nội lực, anh tự tin có thể áp chế ông ta. Đao võ sĩ trong tay chuyển động, giây sau đã vung lên, hết đao này đến đao khác, liên tục chém xuống 18 nhát đao bao phủ chân khí khiến lão hòa thượng không ngừng lùi về phía sau, hai tay run rẩy. Sau khi Dương Bách Xuyên chém xuống 18 đao, khóe môi khẽ nhếch lên, nhân dịp lão hòa thượng không kịp đứng vững, đột nhiên phóng lên. Tay phải cầm đao, tay trái cầm đạn chân hỏa, năm ngọn lửa nhỏ bay vút về phía hòa thượng. Thấy thế, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, lúc trước ông ta đã nhìn thấy lão nhân yêu bị ngọn lửa của anh đốt cháy nên hoảng sợ tránh né. Dương Bách Xuyên cũng không trông chờ chân hỏa có thể đốt chết lão hòa thượng, anh chỉ muốn khiến đối phương bối rối lộ sơ hở mà thôi. Thấy bước chân đối phương rối loạn, cơ thể giữa không trung bỗng di chuyển, vung tay, đao võ sĩ chém xuống phía sau cổ ông ta. Phốc! Một cái đầu chọc bay lên, máu tươi bắn ra tung tóe. Hai chân Dương Bách Xuyên đã chạm đất. Bịch! Đầu lão hòa thượng rơi xuống đất phát ra âm thanh nặng nề, hai con mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Có lẽ ông ta nghĩ mãi không ra, tại sao Dương Bách Xuyên lại mạnh đến thế? Thật ra đối với anh mà nói, chém chết lão hòa thượng là chuyện nằm trong khả năng. Đùa à, anh đường đường là tu chân giả, còn có chân nguyên ly hỏa và linh thức cường đại, nếu còn không chém chết ông ta đó mới là thất bại của anh. Vừa nãy lúc chém giết, anh đã dùng linh thức công kích lão hòa thượng, khiến ông ta mất đi năng lực hành động giây lát. Trước đó đối đầu với lão nhân yêu và phù tang nhẫn giả anh không dùng linh thức, thứ nhất là do quên mất, thứ hai là thiếu kinh nghiệm chiến đấu, bị hai người kia công kích đến luống cuống tay chân. Hiện tại đối phó lão hòa thượng, anh cũng chỉ vừa mới nghĩ ra phương pháp công kích bằng linh thức, thử một chút xem sao, thế mà lại có tác dụng. Tuy nhiên anh cũng biết, cùng là công kích linh thức, đối với cao thủ ám kình tầng 9 đỉnh phong lại vô cùng mạo hiểm, bởi vì lực lượng linh hồn của đối phương rất mạnh. Sự thật chứng minh, lực lượng linh hồn của cao thủ ám kình tầng 9 đỉnh phong đúng là rất mạnh. Anh chỉ khống chế chưa đến một giây mà thôi, một giây này đã đủ cho anh chém chết lão hòa thượng. Phía bên kia, thân đồ lão quỷ liếc mắt thấy một màn Dương Bách Xuyên giết chết lão hòa thượng, con người bỗng co rút, tung một kích đẩy lùi Đoan Mộc Hành Thiên, không cần suy nghĩ nhanh chân bỏ chạy. Đúng là đồ yêu nghiệt, mới qua bao lâu chứ, thế mà chặt đầu lão hòa thượng rồi. Phải biết rằng ông ta chính là võ cổ giả ám kình tầng 9 đỉnh phong đấy, cũng không phải là hạng tôm tép, nói giết là giết, khắp người tên Dương Bách Xuyên đều lộ ra vẻ quỷ dị, 36 kế chạy là thượng sách. Ông ta đối đầu với Đoan Mộc Hành Thiên cũng phải cố hết sức, giờ lại thêm một người có thể chém chết lão hòa thượng, ông ta sẽ chết không nghi ngờ, vì vậy thân đồ lão quỷ bỏ chạy rất dứt khoát. Tuy nhiên, Dương Bách Xuyên lại không cho ông ta cơ hội này, anh vận chuyển chân khí bay lên, đạp ba bước giữa không trung, nhảy lên đuổi theo sau, chém một đao về phía đầu thần đồ lão quỷ kèm theo công kích linh thức. Lúc này, Đoan Mộc Hành Thiên cũng bám theo, đâm một kiếm về phía ông ta. Đối mặt với một đao của Dương Bách Xuyên, thân đồ lão quỷ vung kiếm tránh né gần như theo bản năng. Thế nhưng khoảnh khắc ông ta hơi nhúc nhích, thân đồ lão quỷ chỉ cảm thấy trong đầu vang lên ầm ầm, cả người run rẩy, vội vàng cắn nát đầu lưỡi mới tỉnh táo lại, khó khăn tránh thoát một đao của Dương Bách Xuyên. Có điều, sau lưng lại tê dại, hứng chọn một kiếm của Đoan Mộc Hành Thiên. Sức sống của ông ta nhanh chóng xói mòn, mềm nhũn ngã xuống đất. Đến tận đây, bốn cao thủ ám kình tầng 9 đỉnh phong đều chết sạch. Ba người chết trong tay Dương Bách Xuyên, thân đồ lão quỷ lại chết dưới kiếm Đoan Mộc Hành Thiên. Thật ra Dương Bách Xuyên biết Đoan Mộc Hành Thiên có thể chém giết thân đồ lão quỷ thành công là vì anh đã sử dụng linh thức công kích khiến đối phương chứng lại, tạo cơ hội cho ông ấy. Bốn cao thủ đều đã toi mạng. Thấy vậy, võ cổ giả bên phía thân đồ lão quỷ cùng nhau bỏ chạy trốn chết, tuy chạy thoát không được mấy người. Mà võ cổ giả Đoan Mộc Hành Thiên dẫn tới cũng ngã xuống gần như một nửa. Chiến đấu kết thúc, sắc mặt của Đoan Mộc Hành Thiên đỏ bừng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lúc trước ông ấy đã bị thương, chẳng qua vẫn luôn cố chịu đựng, dù sao vẫn một mình chống lại nhiều người,
nội thương là điều không thể tránh khỏi. Lúc này trận chiến đã kết thúc, cuối cùng ông ấy không thể nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu. Tiền bối Đoan Mộc, ông làm sao vậy? Dương Bách Xuyên vội vàng chạy tới đỡ lấy ông ấy. Khụ khụ, không có chuyện gì, chỉ là chút nội thương, nghỉ ngơi một lúc là ổn. Đoan Mộc Hành Thiên yếu ớt nói. Dương Bách Xuyên đút tay vào túi, chuẩn bị lấy một viên đan bồi nguyên chữa thương cho Đoan Mộc Hành Thiên. Đúng lúc này, trong sân lại vang lên một trận tiếng cười cuồng dã, ha ha ha. Lão thất phu Đoan Mộc kia, lão phu đến làm ngư ông đắc lợi đây, khặc khặc. M thanh này vang lên từ bốn phương tám hướng, không nhìn thấy bóng người nhưng lại khiến sắc mặt Đoan Mộc Hành Thiên thay đổi, vội vàng nắm lấy tay Dương Bách Xuyên nói, cháu mau đi đi, cường địch đã đến. Đoan Mộc Hành Thiên nắm tay Dương Bách Xuyên chạy đi. Nhìn sắc mặt khó coi của ông ấy, Dương Bách Xuyên vô cùng khó hiểu. Trước đó ông ấy còn cười cười nói với bốn cao thủ thân đồ lão quỷ, giọng điệu còn có chút coi thường. Nhưng bây giờ vừa nghe thấy giọng nói già nua này lại sợ hãi dứt khoát lựa chọn bỏ chạy, hơn nữa miệng còn nói cường địch. Trong lòng Dương Bách Xuyên không khỏi đoán già đoán non, chẳng lẽ người khiến cho Đoan Mộc Hành Thiên phải kiêng kỵ chính là một nhân vật tiên thiên. Anh vừa chạy theo ông ấy vừa hỏi, tiền bối Đoan Mộc, người đến là tiên thiên à? Đoan Mộc Hành Thiên thở hồng hộc, cũng không phải là tiên thiên, là cao thủ ám kình tầng 9 đỉnh phong. Chẳng qua nội lực của lão ma đầu kia còn mạnh hơn ông một bậc. Ông ta vốn là một trong những ma đạo thiên vương trong giới cổ võ, hiện nay cũng chỉ còn mỗi ông ta còn sống, tên là Liên Thành Hải Băng. Nếu ông không bị thương thì còn có thể đấu với ông ta một trận, bây giờ lại không dám chắc. Tên ma đầu này không dễ trêu chọc, chúng ta vẫn nên tạm lánh đi thì tốt hơn. Dương Bách Xuyên nghĩ ngợi rồi hỏi, tiền bối, cháu và ông liên thủ cũng không được hả? Lúc trước bốn đại cao thủ ám kình tầng 9 đỉnh phong cũng bị chúng ta giết chết đó thôi. Không giống, nếu Liên Thành Hải Bằng chỉ có nội lực thì không sao, chỗ lợi hại của lão ma đầu kia không chỉ ở nội lực mà còn có tà cổ chi thuật quỷ dị, trong người luôn mang theo độc cổ lợi hại, ngay cả cổ võ giả ám kình tầng 9 đỉnh phong cũng không dám cứng rắn đối đầu với ông ta. Hơn nữa, thế lực sau lưng Liên Thành Hải Bằng cũng rất lợi hại, nghe nói mấy năm trước đây. Lão ma đầu đã trở thành cung phụng của tổ chức sát thủ quốc tế Xương Hoa, bên người thường xuyên có một nhóm cổ võ giả ám kình tầng 9, thậm chí còn có sát thủ thiên tỉnh giả di theo, thực lực và thủ đoạn khác thường. Không biết lão ma đầu này nghe ngóng ở đâu mà lại tìm đến đây, e rằng hôm nay ông ta sẽ không chịu buông tha chúng ta, mau chạy thôi, chờ cao thủ nhà Đoan Mộc khác đến rồi tính. Nghe Đoan Mộc Hành Thiên nhắc đến tổ chức sát thủ Xương Hoa, Dương Bách Xuyên híp mắt lại. Trước đây anh cứ tưởng Liên Thành Hải Bằng mắng chửi Đoan Mộc Hành Thiên do ân oán giữa hai nhà hoặc nhắm vào Đoan Mộc Hành Thiên, hiện giờ anh lại không nghĩ như vậy, tổ chức giết người Xương Hoa, ha ha, đây là kẻ thù một mất một còn của mình chứ đâu. Đoan Mộc Hành Thiên vừa kéo Dương Bách Xuyên chạy như điên vừa giải thích tình hình của Liên Thành Hải Bằng cho anh nghe. Sau khi nghe xong, Dương Bách Xuyên mới biết, hóa ra nhà họ Liên Thành cũng là một gia tộc cổ võ giả ở phía Nam. Sóng đôi với nhà Đoan Mộc ở phía Bắc. Bản thân hai gia tộc cũng không ngừng xảy ra ân oán. Theo lời của Đoan Mộc Hành Thiên, tổ tiên của nhà Đoan Mộc được xem như người đứng đầu của ma đạo, tổ tiên của nhà Liên Thành cũng là chùm sò có thể sánh vai với nhà Đoan Mộc. Hai bên không ngừng tranh đoạt chức danh thống trị ma đạo khu vực châu Á đến tận bây giờ, hiện tại đã biến thành ông ấy tranh giành với Liên Thành Hải Bằng. Không ngờ hôm nay lại bị lão ma đầu kia chui chỗ trống. Lợi dụng lúc ông ấy bị thương làm ngư ông đắc lợi. Mặc dù cuối cùng Đoan Mộc Hành Thiên và Dương Bách Xuyên đều chém giết đám thần đồ lão quỷ nhưng cả hai đều không dễ dàng gì, bị thương là điều khó tránh khỏi. Hơn nữa chiến tích này đặt trong giới cổ võ cũng rất sáng chói. Nhất là Dương Bách Xuyên, sau một trận chiến, anh từ từ quen với việc quyết chiến với các cao thủ, đồng thời cũng thuần thục vận dụng chân hỏa và linh thức, đúng là mọi thứ đều thuận lợi. Tình huống hiện tại cũng giống như khi chơi game, mỗi lần bước vào phó bản đều phải giết chết bốn con quái lớn, cuối cùng đến giây phút sống còn lại đụng phải boss bự đầy máu. So với đối phương, hiện tại Đoan Mộc Hành Thiên và Dương Bách Xuyên mới chỉ hồi được nửa thanh máu, chống lại boss bự đầy máu, bọn họ chỉ còn nước chạy trốn. Tất nhiên Dương Bách Xuyên bị Đoan Mộc Hành Thiên kéo chạy, chứ dựa theo tính cách của anh, có lẽ anh đã quay lại đối đầu với Liên Thành Hải Bằng rồi.
tuy nhiên cũng không thể phụ lòng tốt của Đoan Mộc Hành Thiên được. Đến bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao Đoan Mộc Hành Thiên lại tốt với chính mình như vậy. Từ cách nói chuyện của ông ấy, Đoan Mộc Hành Thiên cho Dương Bách Xuyên một cảm giác rất thân thiết, điều này khiến anh khó hiểu vô cùng. Mọi người chạy như điên một đoạn, sau đó lao vào trong rừng. Miền Nam có rừng mưa nhiệt đới, cây cối trong rừng tươi tốt vô cùng. Đoan Mộc Hành Thiên kéo tay Dương Bách Xuyên chạy trước tiên, được một lúc thì nghe thấy tiếng hét thảm thiết truyền tới từ sau lưng. Dương Bách Xuyên quay đầu lại theo bản năng, không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy sắc mặt con em nhà Đoan Mộc xanh đen, ngã xuống đất co giật, chưa đầy một lát đã mất đi sức sống. Chỉ trong vẻn vẹn 3 đến 5 nhịp thở, 7-8 đệ tử còn lại của nhà Đoan Mộc, ngoại trừ Đoan Mộc Lôi và một cổ võ giả ám kình tầng 9 khác, tất cả đều ngã xuống đất. Giờ phút này, Đoan Mộc Hành Thiên cũng dừng bước, không chạy nữa. Ông ấy nhìn về phía trước, lại nhìn về phía đệ tử gia tộc đã chết sau lưng, thở dài cuối cùng vẫn không thoát được. Dứt lời, ông ấy lập tức đưa mắt nhìn về phía một cây đại thụ cách đó hơn 10 mét. Trong lúc đó Dương Bách Xuyên nhìn thấy có một loại bọ cánh cứng màu đỏ chui ra từ trong thất khiếu, gồm hai mắt, hai mũi, hai tai và miệng của đám đệ tử nhà Đoan Mộc đã chết. Sâu độc, anh lập tức kêu lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 20.